Xin lỗi, xin lỗi mọi người nha. Ok, hello lại. Rồi, mic check. Cảm ơn mọi người. À, hello tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Ủa, nói quá trời luôn á. Hồi xong mới phát hiện tắt mic. Rồi, thì hôm nay là Riku sẽ cùng mọi người chơi tiếp tục Persona 3 Reload nha mọi người. Trong tập trước thì tôi đã đi xong Tartarus này. Cưa được khá là nhiều em và Mitsuru cũng đã trở lại sau khi mà cái sự kiện bố mất hồi đợt tập 22. Tiếp theo thì trong tập hôm nay tôi sẽ có một cái chuyến tham quan, là chuyến đi thực tiễn của trường cho tôi đi đến Kyoto để mà tham quan chơi nha mọi người. Cho nên là nghe nói là đây là một thiên đường gì thì tôi không biết, tôi chưa bao giờ qua Nhật qua Kyoto cả. Anh em nào có biết thì nói cho tôi nhé. Ủa nói quá trời luôn, trời ơi, nãy giờ nó không ăn em nghe hết buồn ghê. Mới phát hiện ra mất tắt mọi người. Mẹ uống sữa thôi mọi người. Cơm để khuya ăn. Trời ơi, tôi không uống sữa, sữa bào hay là sữa bột gì hết á. Tôi chỉ uống được sữa lúa mạch duy nhất thôi. Mà cái này là sữa sữa, sữa lúa mạch chuẩn 5 sao luôn mọi người. Lớp mento sữa lúa mắt hơn sô cô la bạc hà. Anh em nào không thích bạc hà có thể mua sô cô la không, nhưng mà tôi thích sô cô la bạc hà. Ôi cái sô cô la bạc hà nó kết hợp hơi bị ngon luôn á, trời tôi ghiền lắm luôn á, nhất là đá xay sô cô la bạc hà. Ôi trời ơi, nhắc tới là tê tái lâu rồi tôi chưa được uống. Bình thường là mỗi tuần tôi phải uống 1 ly 2 ly, giờ ít ra đường quá nên là không có cơ hội uống mọi người. Nhiều khi nghĩ lại tuổi thân lắm, không có tiền uống. Ok, hôm qua mình có được một cái link để mà tăng social cho các thành viên khi mà rảnh rỗi. À, hôm nay tôi sẽ tăng social thử thôi. Tăng ai vậy ta? Yuko chắc tim. Chắc tim đi, chắc tim đang lâu lên. Là đỡ tốn một buổi. Đợt trước là có ai dặn mình tới Kyoto là có chuyện quan trọng gì phải làm á, xong rồi tự nhiên mình quên bố luôn. Hôm nay mong là mọi người lại vô hướng dẫn mình tiếp nhé.
Quên mất rồi, tôi kêu tôi như có việc gì rất quan trọng luôn á. Quên, trộn hai thứ nước lại đau bụng chứ. Đấy, hôm nay mình sẽ đi chuyến thực tiễn của trường nè. Cho nên là chuyến đi sẽ lên lịch là sẽ đến Kyoto vào trưa nay nha. Mong là sẽ có một ký ức đẹp về chuyến đi này. Này là đi thực tiễn, đi học nha mọi người, chứ không phải là đi chơi đâu nha mọi người. Tôi rất là siêng năng chăm chỉ, tất cả đi chơi tôi cũng đi học nha. Đây Kyoto hè, trời ơi thật là sáo động quá đi. Này cậu không phải là fan của Kyoto? Người ta nói đây là một thành phố rất là đẹp mà, tạo nên những kỷ niệm đẹp khi mà kính kia chúng ta còn trẻ như thế này đấy. Đó thật sự là điều đầu tiên cậu nghĩ à? Tôi chỉ thấy cậu giống như một ông già khi mà nói đến chuyện này vậy á. Mitsuru cười cơ, dễ thương vậy. Ôi cảm ơn trời, cô ấy đã thực sự làm được rồi, cô ấy đã thực sự vui lên rồi. Vậy là Mitsuru vui hơn rồi mọi người. Hello Onikiri, chị đang học gì vậy hả? Chị đang học game, chơi game mọi người. Ok bây giờ chúng ta sẽ đi qua xe du lịch, xe bus du lịch á, để mà đến trạm của Kyoto. Ôi mặt trời đã lặn rồi. Ồ đẹp nhá, được mặc kimono. Được coi mấy em mặc kimono đi. Ơi đây là Higashi Yama Sanzo, đây là nhà trọ Godaigo. Ôi chúng ta tới rồi. Wow, thật là một nơi tốt. Ủa mà trường này giàu dở. Ủa thề luôn á, cho cả trường đi mà ở được cái nhà trọ này, trường này cũng bú đời ý. Khu vực này ở thị trấn khá là thú vị ý. Nhưng mà cái dù đó dùng để làm gì vậy? Tự nhiên mặc dù giống nhà vậy? Dù đó dùng để làm thời trang thì chắc là phải thôi. Phòng trường hợp mái nhà bị dột á. Có muốn ngồi bên dưới nó không? Chẳng gì vậy? Hello EWM. Tôi nghĩ là phòng trường hợp mái nhà bị dột. Đúng không ta? Đây là tầng 1 mà. Đây là một tòa nhà cổ Kyoto có rất nhiều loại bất ngờ. À đằng một thì còn mấy tầng trên nữa cho nên không thể nào bị dột được. Ôi trời ơi, đi đường nào để tìm gây xe vậy? Gây xe đâu? Trời ơi, chúng ta có thể yêu cầu họ biểu diễn không? Ở bên Nhật có một cái hình thức gọi như là gái bán hoa, người ta gọi là gây xe. Nhưng mà có những gây xe thì người ta bán lời ca tiếng hát, có những gây xe người ta bán cái khác thì tùy theo gây xe nha mọi người, tùy theo gây xe như thế nào. Nhưng mà gây xe ngày xưa được cũng được coi là hot girl mọi người, trời ơi bao nhiêu anh samurai ảnh đeo đuổi đấy mọi người. Ở bên Nhật thì tôi không thấy gây xe bị kỳ thị nhiều, như nói chung là không bị nhiều thôi, nói chung là một phần nào đó bị nhưng mà không bị nhiều như là bị kỳ thị nhiều như là bên Trung Quốc chỗ làm sâu. Nghĩa là gây xe ở bên Nhật cũng có chỗ đứng và những cái cô mà kiểu hot girl, hot gây xe gọi là gì ta, hoa đán hay sao, không cái đó là bên Trung Quốc, bên Nhật gọi là cái gì á, kiểu như là hot girl ngày xưa cũng luôn cũng có cơ hội lấy chồng mà sinh con rồi được rào đám hơn nhiều lắm. Đúng rồi nhở, hy vọng giá không quá cao. Đi kiếm gây xe thôi, mong là gây xe giá vừa phải. Giá vừa phải thì xấu lắm em ơi. Gây xe nó tùy theo giá. Mày cứ mơ đi Sunpei. Bạn áo đỏ này nhìn quen hả? Quen thì like đi. Quen mà không like kì nhở. Khu vực đá bên ngoài ngập nước mất rồi. Đây là một trong những suối nước nóng ở ngoài trời. Có từng nghe đến không? Ồ, suối nước nóng. Ủa đâu? Cái này là sân mà. Suối nước nóng hay sân nhỉ? Sao không tìm hiểu đi? Không thể ai biết ơi, cậu không thể lấy ra đi ra đá được. Một phòng tắm sẽ không quá lộ liễu như thế này đâu. À cái này là sân thôi, cái này là sân vườn của nhiều người Nhật Bản mới trang trí như vậy thôi.
Thôi nào, anh kỳ quá, anh đừng có nói dối cô ấy nữa. Vậy Ryoji, trường cũ của cậu dự định đi đâu trong cái chuyến đi thực tiễn này? Cái là có lẽ ở đâu đó mát mẻ như một đất nước khác, chẳng hạn Kyoto thật là điển hình phải không? Tôi á, chuyến đi á, tôi có chuyến đi nào ta? Trời ơi, làm sao mà cậu biết được? Đây là một sự kiện mà hầu hết mọi người đều ghi nhớ cơ mà. Vậy á? Được rồi, các em có thể trò chuyện sau đi. Các em đang chặn hàng lan lối vào của người khác đấy. Rồi, các cô gái phòng của các bạn ở hướng đó, hãy tiếp tục đi lên để hành lý đi. Này, nghe cô giáo nói chưa? Thế vậy gặp mọi người sau nhé, bye bye. Cái câu thức suối dạy người ngây thơ ai biết đâu. Tôi nhìn tôi cũng cử xuống suối nước nóng. Nhưng mà nhìn kỹ thì ban đầu tôi cũng nhận ra đó là cái sân. Nhưng mà oh my god, nó sân nguyên cục luôn á. Hồi nãy tôi đập đầu cho tường cái cốp luôn, mà bây giờ nó nguyên cục luôn à. Cục U cũng phải cỡ này. Oh my god, nguyên cho ngay đây luôn nè. Đau vậy nó rồi á. Chết rồi. Bao nhiêu neuron thần kinh của tôi nó băng ra rồi. Chứ ở thế giới sắp mất một nhân tài nữa mọi người, không thể nào đâu. Đây là một gì niềm mất mát rất là lớn cho cả thế giới mọi người, không thể nào được. Nó ra thần kinh của tôi. Ủa là xương tám luôn á. Nghe nhạc Kyoto hay vậy. Thôi gặp lại anh sau nha Yukari. Gặp lại cậu sau Yukari. Đủ rồi đấy. Cậu sẽ đi với chúng tôi nè, Junpei. Phòng của con trai ở đằng kia. À quên, con Aegis cũng là con gái mà. Nó cứ đi theo men thôi. Khổ. Ok. Thằng Junpei thì nhầm phòng nữ. Còn con Aegis thì nhầm đi theo phòng của men. Khổ. Đau quá. Ủa nó sưng to lắm luôn mọi người. Nãy tôi đọc cái cốt mà tôi còn cả tưởng là tôi găng mất mỡ não ra rồi chứ. Ở đây cũng có những người bị mắc chứng thờ ơ này mọi người. Ơ, anh chắc tim này. Với lại anh Kenji cơ. Để chỗ đồ nhiwa no kakine no ichi kara suruto. Ủa, có cái suối nước nóng ở đằng kia kìa. Bây giờ không mơ. Bây giờ lại tự hỏi là có khu vườn nào được trang trí như thế này chứ. Mày, cậu đang nhìn trộm đấy à? Cậu có biết có thể bị bắt không ấy? Bị FBI bắt đấy, tất nhiên là không rồi, tôi không muốn mua đâu. Nhưng mà hãy tưởng tượng thiên đường ướt ép bên cạnh vườn mình đi. Hãy nhắm mắt lại và tập trung rồi cậu sẽ thấy mọi thứ trong tâm trí của cậu. Nó đang tưởng tượng đến những cảnh cô gái đi tắm. Thôi, bỏ đi, đồ ngu. Không đời nào cũng có thể nhìn thấy mọi thứ chết tiệt đó đâu. Từ bỏ thì thế quái nào thì không thể nào. Tại sao cậu có thể tự gọi mình là vận động viên? Tinh thần của cậu ở đâu nhỉ? Cậu là người duy nhất thu mình lại. Cậu phải vượt qua giới hạn để mình thành công. Không, tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày cậu dạy tôi về tinh thần thể thao đấy. Ừ, đúng rồi ạ. Tôi nên bỏ cuộc, tôi không bao giờ bỏ cuộc. Thế thằng này muốn tưởng tượng ra suối nước nóng mà có những cô gái ngâm mình trong đó. Bận tưởi. Chắc ngày nào anh có chuyện game cũng tưởng tượng gì. Áo đỏ chứng tỏ vợ anh. Ê, cái cục u này đau quá. Không phải nhầm đâu, nó cố tình đấy hả? Dạ. Junpei làm sao mà nhầm được? Ở hai cũng rồi, cũng đúng. Thằng bận tưởi làm sao mà nhầm nữa. Chết rồi, mình cứ chưa biết phòng nào. Cô ơi, phòng em phòng nào vậy? Ok, để đến phòng của mình thì mình phải đi lên cầu thang quẹo phải. Phòng của mình ở phía bên phải của anh thang, ok. Ủa vậy là y chang như ở ký túc xá luôn. Đi lên đây, phòng quẹo phải, phòng bên phải của anh Lan này. Oh my god. À quên, trên đây mình phải đi mua nước chứ đúng không? Ở Yuko này. Mình phải đi mua nước ở Kyoto. Con Yuko này đi để mình mua nước thôi. Đây, ba loại nước theo yêu cầu đúng không? Durian Soda, Jumbo Chut, Jumbo Juicy, V6.
Còn gì nữa không ta? Còn nhiệm vụ gì nữa không ta? Hết nước rồi. Có mấy cái lận luôn hả? Ồ xịn á. Ủa nhưng mà nó vẫn bán ba loại này mà. Mua nước thì còn mua gì nữa không ta? Hình như là còn làm cái gì ngoài việc mua nước nữa ấy. Ôi trường mình thề công nhận xịn lắm luôn, mới cho học sinh ở một cái phòng trọ xịn sò như thế này. Ở đây chắc là một lớp thôi chứ làm gì đủ nguyên trường ta, trừ khi là nguyên phòng có nguyên lớp. Như đây làm sao đủ cái trường của. Phòng của mình đây. Nhưng mà bây giờ mình về phòng là mình ngủ luôn bà đó rồi. Hẹn hò được với ai không? Không hẹn hò được với ai hết hả mọi người? Cần một loại thôi nhưng không lấy loại nào hả? Mua hết rồi, yên tâm đi. Mua hết rồi, không sao. Ai cho tiền đi cô mua thuốc đi hả? À nói chuyện cho quanh quanh cho vui thì ly thôi hả? Nhưng mà hết chuyện này nói rồi. Bọn này chỉ giải thích thôi chứ không có gì liên quan cốt truyện. Nói về chuyến du lịch trường hay là gì đó vân vân. Sao thằng này ngồi đây ngủ vậy? Bọn này không thay kimono đi vậy? Ở quán trọ truyền thống như thế này mà không thay kimono hơi thiếu sót đó nha. Chắc là tôi về phòng thôi, hôm nay không có sự kiện gì hết á. Ủa đáng lẽ là buổi tối phải có sự kiện gì chứ, chứ giống buổi tối này à. Đi đi được có mấy ngày đâu mà giờ vậy mất một buổi tối nữa nè ní. Có tắm chung không? Có không? Có không? Có không? Có không anh em? Có gì sướng. Rồi hôm nay là trường tham quan của trường ngày thứ hai. Hành trình hôm nay là tham quan các di tích lịch sử của Kyoto. Cái quái gì này? Đò ní. Vãi sạc. Có chuyện ngày đầu tiên là không có ái hả? Nay đi với Ryuji đúng không kìa? Ok bây giờ mình sẽ đi tham quan con Kyoto trên một chiếc xe du lịch. Thật thú vị khi mà tận cách được nhìn, tận mắt được nhìn thấy các địa điểm lịch sử trong hình ảnh. Buổi trưa thì mỗi người một ngã. Ở sông Kamogawa gần khách sạn. もう戻らないと夜の点呼に間に合いませんよ。À, chúng ta nên đi về thôi. Bây giờ chúng ta sẽ không muốn trễ giờ giới nghiêm đâu chị ơi. それにこの辺から市場くらいは。Chưa kể phố Shizuo sẽ tràn ngập những người say rượu và các cặp đôi khi mà chúng ta nán lại đây lâu á. Ồ, vậy phải cài càng ở lại chứ, anh ý. どうしてそこまで私。Được coi cơm chó miễn phí. Mà tại sao cậu lại quan tâm tới tôi như vậy chứ? Kimi to watashi wa tadakai niyotte hiki awasareta. Chính cuộc chiến nó đã đưa chúng ta đến gần nhau. Nhưng mà bây giờ cuộc chiến nó đã kết thúc rồi. Mokuteki mo taosu beki teki. Chúng ta không còn mục tiêu chung nữa, không có kẻ thù để đánh bại nữa, không có lý do gì để liên kết với tôi nữa đâu. Soyu iikata wa nai to omaimasu. Chị không cần phải đau lòng đâu. Kotae wa detan da. Chúng ta đã đi đến kết luận rồi, nhưng mà tại sao chúng ta phải tiếp tục chiến đấu cơ chứ? Mọi thứ mà tôi tin tưởng đều là một lời nói dối cả. Và cuối cùng thì tôi... Sao cơ? Chị không thể bảo vệ người quan trọng của chị đúng không? Đó là điều mà chị đang cố nói đúng không? Chị nói là chị muốn chuộc lại quá khứ cho tập đoàn Kirizo đúng không? Nhưng đó là điều không đúng. Chị thực sự đã chiến đấu để mà bảo vệ cha của chị rồi. Ừ đúng thì sao? Tôi đã chiến đấu để bảo vệ ông ấy thì sao? Nhưng mà rồi xem đi, chuyện gì đã xảy ra kia? Tôi đã bị quá mù quáng khi mà tin tưởng vào vua Ikusuki. Bà rơi thẳng vào bẫy của hắn. Tôi chả có thể làm gì cả. Cha tôi toàn tự mình gánh lấy gánh nặng và trách nhiệm thôi. Kể từ sự cố đó thì
Cha tôi có vẻ như là đã chết bên trong tâm hồn rồi. Tôi lại chiến đấu để mà cha tôi có thể thoát khỏi sự xấu hổ và tội lỗi đang đè nặng lên mình. Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Lẽ ra tôi không nên bao giờ nên dính dáng vào chuyện này. Tôi đã sai hết rồi. Oh my god. Ủa đúng là phong cách Yukari. Xin lỗi. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết chắc mà. Chị biết không, em từng sống ở quanh đây đấy. Nhà cũ của nó. Mà sau khi bố em chết thì mẹ mình dùng toàn thời gian để đi hẹn hò với những người đàn ông ngẫu nhiên thôi. Em không thể chịu nổi khi mà nhìn thấy cái khía cạnh đó của bà ấy, cho nên là em thường ra bờ sông này để trốn. Vào thời điểm đó thì tin tưởng vào bố là tất cả những gì mà em có. Ừ, cha của cậu đã làm những gì mà ông ấy ta cho là chưa tốt nhất rồi. Ông ta đã tham gia vào công việc rất nguy hiểm, nhưng mà cuối cùng ông ấy cũng đã chiến đấu để mà làm mọi việc trở nên đúng đắn hơn. Ông ta tin rằng bóng tối cần phải bị ngăn chặn, mà ngay cả điều đó đồng nghĩa với việc ông ta phải mất mẹ. Đó là lý do vì sao em đã chọn lựa chiến đấu, đứng lại chiến đấu. Em sẽ tiêu diệt giờ khắc đen tối và hoàn thành những gì bố em đã bắt đầu. Hoàn thành những gì mà ông ta đã bắt đầu. Đó là tất cả những gì em có thể làm. Điều mà em có thể làm được. Đúng rồi, Mitsuru. Từ, có ai nhắn? Ừ, cậu đúng rồi. À, đi gọi, cái này gọi là gì ta? Đánh thức tâm trí, thức tỉnh ký ức à? Rồi xong rồi persona của Mitsuru tiến hóa thì ta người bao giờ mới cưa được Mitsuru? Vẫn chưa phải là kết thúc. Chúng ta phải theo đuổi việc này tới cùng. Không phải vì cha của tớ mà là vì tất cả các cậu nữa. Senpai. Yukari. Yukari. Hãy cùng nhau đối mặt với mọi chuyện sắp xảy ra tiếp theo nhé. Tất nhiên rồi. Được rồi, bây giờ hãy quay trở lại và đi đi bồn tắm tiếp theo. Ớ, đi tắm tiền mọi người. Tắm tiền. Bồn tắm á. Đúng rồi. À, có một cái suối nước nóng ở ngoài trời, ở ngoài khách sạn ấy, nó thực sự rất là tuyệt. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi, chúng ta chẳng còn gì để giấu nữa rồi. Cứ việc sâu dú cho nhau coi đi. Không có gì chứ. Ôi thật là khó xử quá đi. Oh my god, nó đổ mặt. Ủa là sao ta? Ủa, hai con nhỏ mà tôi cưa tự nhiên nó yêu nhau thì phải làm sao ta? Anh em có gặp bao giờ gặp trường hợp nào tự nhiên anh em cưa gái, anh em cưa được mỗi tay một bình sữa, xong rồi tự nhiên một ngày nào đó hai bình sữa của anh em chơi nhau? Tốt mà hả? Ủa tốt chỗ nào? Ủa giờ mắc gì mày đánh, đã đánh cho tỉnh. Đánh cho tỉnh không? Này đừng có đỏ mặt như vậy chứ. Chị đang làm cho cả hai chúng ta khó xử đấy. Thôi cứ đi thôi. Đã quá giờ giới nghiêm ấy. Cả ba cùng về một nhà. Lấy được hai ngon à. Nhưng mà hai đứa nó chơi nhau, nó đâu có chơi mình. Cha ơi, cha không cần phải lo nữa nha cha. Con không còn cô độc nữa. Và con sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu. Rồi xong, tiến hóa thật luôn. Ôi, Yukari kinh ạ. Tát một phát, có nghĩa là con này phải tát một phát nó mới tiến hóa persona. Rồi đấy, nghị quyết trong trái tim Mitsuru đã đánh thức một nhân cách mới. Rồi persona từ Petersilie
tiến hóa thành Artemisia. Chứ bà cũng chỉ mong hai thằng nó chơi đam mỹ để coi còn gì ạ. Không, hai thằng nó chơi đam mỹ thì hay, còn hai con thì nó đâu có gì đâu để chơi. Cha, xin hãy theo dõi con nhé. Ôi, nhạc Kyoto hay nhỉ. Nhạc ngày xưa của Nhật. Anh em có thích nghe mấy dòng nhạc cổ phong không? À, suối nước nóng đây. Từ từ. Tại Sệ Vinh đúng không? Ồ, nó không cho ra ngoài vào giờ giới nghiêm. Ở đây mình chỉ có thể đi suối nước nóng được thôi. Từ từ trong cửa hàng này bán đi. Có nên mua mấy cái này không ta? Mua mỗi thứ một cái đi để có gì còn cần nha. Tôi sợ là về kia nó lại không bán, lại thiếu. Đi xuống nước nóng đúng không? Kyoto là một loại đèn cổ hả? Còn Kyoto là cố đô của Nhật hả? Ừ, là một thành phố, bây giờ là một thành phố của Nhật. Nhưng mà ở đó cũng khá là cổ kính. Và mình đang đi Kyoto. Mình đang đi du lịch Kyoto mọi người. À đây, đi với thằng này đúng không? Từ từ đi xuống nước nóng để coi mấy em tắm tiên như thế nào. Đi với trai sau khổ. Lâu lâu đứa bụng mượn được ngày đi chơi mà giờ phải đi với trai. Còn hai con này không đi tắm đi làm gì đây? Fuka. Thôi đi xuống nước nóng rồi nè. Nè, ở đây có xuống nước nóng đó mọi người. Ơ kìa. Cái này đủ lớn cho vài người cùng tắm mà, sao không cho tao vô? Cay tới nhờ. Rồi thôi đi với Ryuji đi, chứ giờ làm gì còn việc gì để làm, đâu có mỗi đi với nó thôi luôn á. Phí 3 ngày. À, tôi có một điều muốn hỏi cậu. Mua hết đồ bên Kyoto để đưa cho Elizabeth. Mua rồi. Elizabeth cần nước thì là mua nước xong rồi. Chắc điện thoại đi rồi. Kia Ryuji nó đứng đây nè. Cái nhạc đang chơi là đàn Kyoto, né né đàn tranh của Việt Nam. Đàn tranh. Đàn tranh là của Việt Nam. Đàn tranh nào của Việt Nam? Đàn tranh của Trung Quốc mà. Anh nhà muốn biểu đàn tranh là cái cây đàn dài dài, ở trên nó có nhiều cái dây đàn, xong rồi người ta ngồi đàn tưng 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 gãy bằng mấy cái móng giả đúng không? Cái đó của Trung Quốc mà. Đàn tranh là của Trung Quốc mà, anh có nhầm đàn gì ở Việt Nam không á? Ở Việt Nam là gì đó đàn tranh. Arigato. Rồi, chúng ta sẽ tìm nơi nào đó để đi. Ủa? À, tớ sẽ tìm cậu khi mà chúng ta quay trở lại vào ngày mai. Tớ hy vọng là sẽ không quá lạnh. Ủa? Vậy hôm nay đâu có đi được lắm đó. Ủa sao kỳ vậy? Vậy là ngày mai mới đi. Hôm nay không có đi được. Hôm nay là chỉ về phòng ngủ hả? Đùa. Đi du lịch là lâu lâu mới được đi du lịch. Và xuống khi mày chỉ ngủ thôi hả? Nani. Mèo hiểu kiểu gì? I can't believe it. Ủa lại ra sao ngủ hả anh Dũng với em đâu ấy? Ý là em biết đàn tranh nhưng mà đàn tranh là của Trung Quốc mà. Ủa kỳ vậy ta, vậy phí 2 ngày. 2 ngày không làm gì cả, không được đi coi gái tắm đồ. Bé lại phải cho cạnh coi cạnh gái thắng chứ.
Xong rồi nó bị tát. Đấy. Thôi nghe ba. Ô, xin á. Hai em gây xe nè. Xin vậy. Rồi khi các bạn như là Mitsuru, các bạn đã vui lên rồi. Cô ấy thân thiện với các bạn cùng lớp hơn, đặc biệt là với Yukari. Tôi tự hỏi là cái chuyện gì đã xảy ra vậy? Hai đứa nó làm gì đêm qua? Đây, Niberioji. Ôi trời ơi, tôi không biết là cậu có thể xuống đây được đấy. Du lịch thật là tuyệt vời phải không? Tôi đã nhìn thấy rất là nhiều cảnh đẹp ở đây và mọi thứ đều rất hấp dẫn. Có quá nhiều thứ tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi rất khó theo kịp. Thậm chí là tôi đã mua cho mình một món quà lưu niệm nữa cơ. Có tặng mình không? Đó là một cái hộp nhạc. Nghe có vẻ không hay vậy không? Tuy nhiên là tôi không biết tên bài hát này. Ừ, tôi nghĩ là tôi thích cái tặng cho tao đi. Tặng cho tao đi. Ừ, tôi rất vui khi nghe cậu nói vậy. Ừ, đúng rồi, nhưng mà nó là của Trung Quốc mà. Đàn tranh là thịt ở Trung Quốc rồi. Trời ơi, nhiều bài đàn tranh em hay nghe hay mà. Em hay nghe nhạc cổ phong của Trung Quốc. Mà nhạc cổ phong thì cũng nó cũng hài tấu đàn tranh nhiều lắm. Nói chung là em ít nghe nhạc Việt Nam, nhưng em nghe nhạc Trung Quốc nhiều. Là hay vậy chưa? Hay. Hay như Riku vậy. Một lúc nào đó thì tôi cũng sẽ nghe giai điệu này. Là khi đó tôi sẽ nhớ lại chuyến đi này một cách chiều mến. Mặt trời ánh nắng chiều thật là chói chang, phản chiếu trên mặt nước. Nhìn như vậy nó mới thơ mọi người. Nó khác với quan cảnh mà chúng ta nhìn thấy từ mái trường. Tôi tự hỏi là liệu đây có phải là lý do vì sao mọi người luôn thích đến thăm nơi đây không? Nhưng cậu có biết không, cách đây rất lâu, nơi này từng là nơi hành quyết đi. Làm sao mà cậu biết được? Cái ông mà giáo viên mà đội cái mũ bảo hiểm á, cậu nhớ không? À, thầy Ono, thầy ấy lại nói. Thầy ấy nói là có rất nhiều hồ sơ về các nhân vật lịch sử bị hành quyết công khai ở đây. Và tôi cũng nghe nói tới cái dòng sông này từ lâu được coi là ranh giới giữa thế giới này và thế giới bên kia. Ủa, sông gì á? Sông gì ở Kyoto mà được coi là ranh giới thế giới bên này thế giới bên kia? Ta không tin thì anh em search Google thôi. Bên B4 có chuyện giao lưu tại trường Genko phần 3 sau 2 năm đấy hả? Mà đi đâu? Quan trọng là đi đâu, có được nhìn gái tắm không? Hình như là phần 4 còn được coi tụi nó tắm nữa mà đúng không? Phần 4 nhá, có đi biển rồi đi xuống nóng như thế nào. Làm quét xong cut string của Mitsuru tiến hóa persona và xuống nước nóng hả? Tiến hóa rồi! Persona của Mitsuru tiến hóa rồi nhưng mà chưa thấy xuống nước nóng mọi người ạ. À, hồi nãy mình tính tại bệnh viện số 13 chơi. Thì tôi thấy cái màn hình dọc, cho nên tôi đang sắp xếp coi là như thế nào cho hợp lý. Tại vì màn hình dọc nó lên cũng chưa biết lên like sao. Nó không có màn hình ngang ta. Nhưng mà ở đây có quá nhiều cặp đôi đi nữa. Có vẻ như là không thực sự mang lại cái ấn tượng đó vậy không? Ấn tượng về vị Hàn Quốc. Cậu biết không? Tôi đang suy nghĩ. Mỗi người trong chúng ta đều sẽ một ngày nào đó đều sẽ chết phải không? Rồi bắt đầu giống thằng Paris đấy. Cuối cùng rồi cũng sẽ đến lúc chúng ta phải chia tay. Vậy thì tại sao mọi người lại cố gắng hết sức để mà kết nối với nhau cơ chứ? Tôi cũng không nói về chuyện tình cảm lãng mạn hay gì cả. Tôi chỉ nói đơn giản như là bạn bè hay gia đình, tất cả mọi người á. Đối với mọi người mà chúng ta kết nối thì cái điều đó khi mà tới lúc mà nói lời tạm biệt lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng mà vấn đề là gì cơ chứ? Nó cần thiết để tồn tại. Chúng ta không muốn cảm thấy cô đơn. Những mối liên hệ đó là tất yếu. I don't know. Ừ đúng rồi. Mọi người đều sẽ chết. Một là thì ai cũng phải về với coi như là về với live stream á mọi người. Về với dòng live stream của trái đất á, hiểu không? Coi như là trở về quê hương ấy thì ai cũng phải trở về. Nhưng mà bây giờ mình chọn cái gì? Quan trọng là chọn cái gì?
hai thằng thực lụa ra bờ sông tâm sự chuyện đợi chỗ vậy với mấy gai cấn. Anh em không thấy gai cấn sao? Cái này chậm gì cũng được đúng không? Tại vì nó đâu có liên quan đến social link đâu. Thằng này thì làm méo với các social link. Đực theo đực, gái theo gái, đúng vậy mới hợp lý. Ok, vậy chậm lại. Đúng rồi, chúng ta không cảm, muốn cảm thấy cô độc. Có nghĩa là chúng ta không thể được, chịu được nỗi đau khi mà ở một mình ư? Nhưng mà nhìn mọi người quanh chúng ta đi, họ đã chọn người bạn đồng hành với mình từ một đám đông rất là nhiều người, phải không? Từ một trong những nhiều người. Đây không phải là vấn đề sự cô đơn, nhưng mà họ có thực sự muốn ở bên nhau không? Ở đây toàn cơm chó không? Ôi trời ơi, cuộc trò chuyện hơi nặng nề nhỉ. Nhìn ra sông chỉ khiến tôi suy nghĩ về những cái lý do nào đó thôi. Nếu như mà cậu nhìn theo dòng nước á, cuối cùng cậu cũng sẽ đến được đại dương, phải không? Xua theo dòng nước, đích đến của nó đã được quyết định, nhưng phải mất rất nhiều hình thức khác nhau khi mà nó đến được đó. Có đôi khi nó yên tĩnh và bình lặng, có đôi khi nó cũng là khác ghền dữ dội, và đôi khi rõ ràng, đôi khi nó cũng rất là u ám nữa. Tôi tưởng tượng là chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta đều đang ở giữa một cuộc hành trình dài với đủ thứ chuyện xảy ra trên đường đi. Tôi chưa bao giờ nhận ra điều này cho tới khi tham quan chuyến đi này cùng cậu. Mọi thứ tôi cảm thấy trở nên hấp dẫn hơn nhiều khi mà có cậu ở bên cạnh tôi. Tôi nghĩ tôi có thể nói là tôi yêu cậu mất rồi. À không, tôi đã mở rộng tầm nhìn mới. Thời gian nói chuyện cùng cậu như thế này đối với mình thật là rất là quý giá đấy. Ai trời ơi, có vẻ giống như tôi đang thú nhận thổ lộ tình yêu hay gì đấy nhở. Gió ở ngoài này lạnh quá, cậu hãy ôm tới đi. Chúng ta quay trở lại thôi. Tôi không muốn cản trở sự hẹn hò của các cặp đôi ở đây đâu. Gây cẩn thận. Kì, thằng khăn vàng sẽ bạn. Ok. Người ta chỉ nói là công và thủ chứ ai lại nói là bạn cút bây giờ. Thô, hiểu không? Người ta chỉ nói công thủ làm trên làm dưới rồi không? Thằng máu S và thằng máu M. Ok, dạo này máu M cũng nhiều lắm mọi người. Ơ. Đây. Xuống đất nóng này rồi. Chú Bay ơi, đúng là chỉ có chú Bay mới đưa cho tôi tới thiên đường thôi ạ. Bay ơi, Bay đâu? Chú Bay đâu rồi? Chỉ có chú Bay mới đưa tôi tới thiên đường thôi. Chú Bay ở đây rồi, trời ơi. Nhìn mặt cưng chưa kìa. Quá là đáng yêu luôn. Hôm nay có bán lại nước không ta? Ôi, không bán lại luôn á. Ây ôi, Bay ơi, đi Bay ơi. Ok, có muốn đi xem xuống đất nóng ngoài cửa không? Đi. Tại sao lại không? Trời ơi, tuyệt vời. À, tao cũng đã kéo Sanada và Ryuji đi cùng. Cho nên là cậu có thể quay về phòng và chuẩn bị đi. Quẹt. Ok. Nhớ là đừng để bùng nhé. Tôi đang mong chờ đấy nha, đừng bùng nhé. Vậy là Tuy Tuy à? Tuy Tuy vậy là gan rồi. Người ta thường gọi nó là gan bàn. Ủa, tại sao tôi phải nhìn cảnh mình ném con trai này tắm trời? Các chị em của tôi đâu vậy? Đúa. I don't like it. Tôi muốn, tôi đề nghị Atlas phải làm gấp một phiên bản nữ cho tôi. À không, làm lại gấp phiên bản nữ cho tôi. Tôi cần Atlas làm gấp lại cái phiên bản nữ cho tôi dưới dạng remake nha. Cậu có biết suối nước nóng này mở cửa cho nam vào những thời điểm nhất định và cho nữ vào những thời điểm khác nhau không? À, vậy là hôm qua là cho nữ, hôm nay là cho nam. Vậy là bọn con gái nó tè hết vô trong đây mà bọn tôi mới đi tắm. Vậy khả năng nó sẽ chuyển, có thể là chuyển sang chỉ dành cho con gái khi mà chúng ta vẫn còn ở đây đấy. Nếu chuyện nó xảy ra thì dù sao cũng không ảnh hưởng gì phải không? Ừ đúng rồi, chuyện như thế thực sự xảy ra không phải là lỗi của chúng ta. Cậu nghĩ vậy á? Tôi không biết. Em nóc. Tôi chỉ hỏi thôi nè, tôi không nghiêm túc đâu.
Nhưng mà ở đây có vẻ hơi nóng nhỉ. Junpei và Ryuji có vẻ như đang hành động khá là kỳ lạ. Số nước nóng này thay đổi từ lúc nào dành cho nam mà dành cho nữ vậy? Giờ Junpei có biết không? Không biết nữa, nhưng mà cô không muốn kiểm tra. Phải không Ryuji? Có thể là bất cứ lúc nào phải không Junpei? Vậy là có lúc nó sẽ là giao cho nữ. Đồ ngốc, tại sao chúng ta lại đến vào cái thời điểm kỳ lạ như thế? Ôi trời ơi, bình tĩnh, mà tôi đùa thôi mà. Nhưng mà đừng lo, tôi nghĩ là các cô gái sẽ không đến đây vào lúc này đâu. Rồi sao? Có gái! Đây, có ai đó kìa kìa. Chúng ta phải làm gì đây? Có lẽ chỉ là một chàng trai khác mà thôi. Đừng lo, chúng ta sẽ nói là chúng ta không biết gì, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Đấy rồi. Ôi, yêu ad lớp không cần phải làm bạn cha nữ nữa nha. Quất. Ôi, xuống sóng này thật to quá đi. Rồi giọng giọng nữ thật kìa. Oh my god, kim của tôi đây. Oh shit. Ủa sao có còn Aegis nữa đây nè. Ôi trời ơi, có vẻ như đây là một cái bể bơi lớn ấy. Rồi sắp quên. Vậy ra đây là suối nước nóng ngoài trời ư? Là không may, lợi ích chữa bệnh của nó không có tác dụng đối với tôi. Họ đang làm gì ở đây mà muộn thế này vậy? Ôi, Yukari và Fuka, trời ơi, hôm nay là một đêm may mắn của tôi rồi sao? Lucky này, đồ ngu, im mồm đi, họ sẽ nghe được cậu đấy. Thằng, mấy thì kiểu gì? Này, ai đó ra? Ai? Hù. Rồi xong. Chuyện gì vậy Yukari? Có nghe cái gì đó không? Ôi, Mitsuru cũng đã nghe được. Không thể nào cô ấy sẽ... Không đời nào mà cô ấy coi đây chỉ là một sự hiểu lầm đúng không đâu. Nhưng mà cậu không nghĩ là cô ấy sẽ khiến chúng ta bị đuổi mất học vì chuyện này phải không? Không thể nào. Tụi ta tới trước mà. Tụi bay tới sau mà. Chỉ có các chàng trai mới đến đây thôi, không phải là chúng ta đã lên kế hoạch rồi sao? Chúng ta chỉ đi lanh quanh thôi mà, chúng ta tới trước mà. Tôi mong như vậy. Nếu mà cô ấy thấy chúng ta ở đây thì nguy to đi. Vậy thì sao? Giờ sao? Chúng ta sẽ bị xử tử đấy. Oh my god, xử tử. Này, tớ nghĩ là tớ lại nghe thấy gì đó đấy. Fuka, cậu có thể kiểm tra ở đó được không? Có thể là có me đấy. Ngồi xong. Ok. Fuka có person nào mọi người? No, my god. No. Giờ sao? Ui, hành trình khó khăn nha. Con gái đi tắm là... Ok, làm gì có, vì có con trai hơi bận tội. Phát này tự quyết nha. Ok, làm sao mà tự quyết được? Chết rồi, xem phát này hơi bị căng ấy. Chúng ta phải tìm đường ra khỏi suối nước nóng mà không bị phát hiện. Đây sẽ là một nhiệm vụ sinh tử. Nếu mà chúng ta thất bại thì đây là một tai nạn to đấy. Ta không thấy ai ở đây cả. Ôi, đó là âm thanh của Fuka. Cô ấy đang đi quanh đá này. Này, anh ấy chỉ huy chiến dịch này, mày phải không? Ra lệnh đi chứ. Chúng ta phải làm gì tiếp theo vậy hả? Chết rồi, giờ chọn cái gì vậy? Trốn trong hơi nước. Trốn bên tảng đá. Trốn trong hơi nước thì khác gì mà bị lộ đâu trời. Chọn cái gì mọi người? Anime hello. Chọn cái gì? Chết rồi. Giờ sao mọi người? Trốn trong hơi nước thì khác gì mà bị đè đâu. Không thể nào, no. Tôi chắc chắn luôn là không thể nào trốn trong hơi nước mà trốn trên tảng đá. Nó cũng phát hiện ra tại nó đang đi quanh đá. Giờ sao? Một đó hả? Trốn trong hơi nước hả? Ok. Anh em đồng thanh chậm một. À, nó vừa bạo Fuka đi quanh đá là trốn trong hơi nước hả? Có vẻ như là một bước đi táo bạo. Tôi tin tưởng phán đoán của cậu. Được rồi. Cậu thật sự biết mình đang làm gì mà đúng không? Đi. Thất bại hay hơn hả? Trong bóng tối nhưng mà không ai ở đây cả.
Cho nên là không có gì phải sợ đâu. Nha. Có chắc không vậy? Ê, à, Yukari cũng tới kìa. Có vẻ như là mình đã mua được thêm ít thời gian đấy. Nhưng mà nếu mà gió thổi lên thì chỉ một tí thôi chúng ta sẽ bị phát hiện đấy. Mitsuru và Aerith đang có lẽ cũng thân nhau, còn không thể bất cẩn được. Còn tiếp theo là gì đây? Sử dụng con vịt để làm mồi nhỡ, chỉ cần chạy đến núi ra. Chạy ha. Dùng con vịt làm mồi nhữ chạy đến lối ra. Chạy hả? Thất bại hay hơn. Thoát thì mất vui à. Nhưng mà có bị phạt gì không? Thế này là một á, tôi nghĩ là thành công này. Nhưng mà anh em muốn coi thất bại hay muốn thành công? Thành công là không có gì xảy ra hết đúng không? Hai là thất bại đúng không? Còn một là thành công đúng không? Có không thể đi Tartarus khi về hả? Úi dồi ôi, hình phạt nặng vậy, tôi đi Tartarus xong rồi, tôi không cần Tartarus nữa. Ôi, hình phạt nặng ghê luôn á. Cái phút này nó không cho tôi sell lại mọi người ạ. Ờ, 28 lần đi tiếp lúc đó mất tới tụ người. Ok. Vậy cho thất bại thử coi. Kệ ra. Rồi, chuẩn bị. Vùng. Trời ơi, bọn ngu này. Tôi đã nói là đừng bất cẩn rồi mà. Rồi, xong. Nắng tên. Ồ, vậy ra đây là những con ma thật sự. Cái gì đó? Má. Đâu, cảnh vui tự nhiên. Oh my god. Đâu cảnh gì vui. What? Ủa sao có hai đứa le vậy? Còn con Mitsuru sao không le? Còn Aegis thì không có gì để le rồi. Trời mẹ, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi. Bọn ta tới trước mà. Im đi. Im mồm. Oh, con Mitsuru nó đỏ mặt cơ. Hãy coi các cậu sẽ bị sự tận ấy. No. Thật tuyệt khi biết cái cậu. Ông ấy cắt cái gì vậy? Rồi xong. Mẹ. Mất bi rồi. Ủa, sao bọn này nó kỳ vậy? Tao tới trước mà. Rõ ràng là mình tới trước. Ủa rồi có gì vui đâu? Ủa vậy là vui dữ chưa? Ừ, triệt sản rồi mọi người. Hình như hồi nãy mình có sẹp lại đúng không? Ủa vậy có gì vui? Bây giờ tôi quay lại để làm theo cái hướng số 1 hồi nãy anh em chỉ là đúng rồi. Sử dụng công việc làm cái chích đỏ. Tôi nghĩ là cái chích đỏ là một thằng một câu chỉ để mù nhữ. Tôi nghĩ là mù nhữ. Ui dạ, thế đâu á? Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lên phòng để thay đồ. Xong một xuống tắm rõ ràng nha. Mà bọn con gái nó đúng vô duyên thật sự luôn đấy. Anh em có để ý không? Tôi tới trước. Bọn tôi tới trước. Mà suối này bọn tôi vô được có nghĩa là nó không cấm. Vậy thì tại sao bọn nó vô sau? Bọn nó lấy cái quyền gì bọn nó đấm tôi? Đúng không? Hứng thất bại thì được gái nó khinh bỉ mấy ngày sau hết nói chuyện với nó à? Mấy ngày nói chuyện. Nếu nói chuyện với nó. Ủa vậy hả? Thôi, tôi không cần được khinh bỉ nha mọi người. Thôi, mình quay lại hướng chính đạo đi mọi người. Hồi nãy tướng ta đạo để tôi kê coi tụi nó sẽ làm gì.
Mùi hôi có vẻ hương chính đạo ngon hơn. Đầu tiên là chọn ẩn mình trong làng hơi nước đúng không? Rồi sử dụng vịt làm mồi nhử này. Đây. Nani? Yukari, đâu sao? Yukari, chuyện gì hả? Ima, nani ka chakusui shita oto ga? À không, đây chỉ là một tiếng âm thanh gì đó thôi. Âm thanh hơi giật gân, giật mình. Rồi sao? Vậy là chống đường hả? Ichi kanke wa kore de tsukameta. Rồi chúng ta biết họ đang ở đâu rồi, đây là cơ hội. Chúng ta sẽ không bao giờ đến được nếu mà cứ chạy ra ngoài như vậy đâu. Vô chỗ gì mọi người? Good boy nữa là có vẻ như đồng ý với lại Zumei là không chạy. Còn cái follow my lead thì như là chạy. Đúng không nè? Good boy với follow my lead nè. Chạy hay không chạy nè. Tại vì bị bây giờ bên đây trống rồi này. Bọn này nó ở bên đây hết rồi. Đâu phải chạy chứ. Phải chạy chứ sao lại là một được. Tại vì hồi nãy là có hai đứa là con Aegis với lại con Mitsuru đứng chặn ở đây, mình không chạy được. Còn bây giờ mình phải chạy đúng không? Đi theo tôi. Tôi nghĩ là không, theo tôi thì cái này phải chạy mới thành công chứ thôi lừa lốp lại lắm mọi người. Ừ, số 2 mà. Đây đi thôi. Tại vì bên đây là trống đường rồi nè. Tại vì bọn kia nghe con vịt xong rồi nó chạy ra kia rồi. Không thể nào, không thể nào. Có vẻ đây chỉ là một con vịt cao su thôi. Vậy là thực sự chẳng có gì ở đó cả hả? Có lẽ là mình đã đoán sai rồi. Chỉ có mình tôi hay là do nước nóng quá mà tôi hơi choáng váng ta. Yamagishi dường như là bị tước bỏ hết khả năng khi mà lột quần áo đó nhỉ. Tôi bảo thèm là thế mà. Là hấp dẫn, mỗi cơ thể con người đều có những đặc điểm riêng biệt. Cụ thể hơn thì được rồi, nếu đó là đủ rồi, ai ghét đi thôi. Tôi sẽ đãi cậu một ít kem. Kem á? Ôi, đây là một cách hạ nhiệt hiệu quả cao đấy. Thôi, khá được rồi mọi người, mừng lắm. Ok, tôi không biết là như thế nào mà nhưng mà chúng ta cũng đã thành công tất cả nhờ có cậu đấy Sama. Chỉ cần một bước sai lầm thôi Mitsuru sẽ lấy đầu chúng ta. Nhưng mà Junpei với lại Mochiyuki đâu? Ơ, Junpei? Ryuji? Đang nằm ở trên mặt đất kìa. Mặt của họ đều đỏ bừng, họ có ổn không vậy? Rồi sao hai đứa ngu kia đâu? Tôi cá là họ lại đi làm điều gì đó ngu ngốc nữa rồi. Thôi, kệ họ đi. Có vẻ như sức nóng đã ảnh hưởng tới họ rồi. Chắc là họ đang hiểu những gì sắp xảy ra ấy. Hai thằng ngu kia méo hiểu kiểu gì hay báo đời ạ. Chọn cái kia thì có thể ở lại và rình tụi nó tắm mà. Thôi, ở lại là tụi nó phát hiện đây. Rồi, hôm nay là ngày cuối cùng nha. Mình sẽ rời Kyoto bằng tàu cao tốc vào chiều nay. Mình sẽ lặn ren tới lúc đó. Rồi được rồi mọi người. Nhớ lần này chúng ta sẽ gặp nhau ở nha ga Kyoto phải không? Tốt hơn là nên đến đúng giờ nhé. Nếu mà đến trễ thì tôi sẽ là người phải trả giá đấy. Đi du lịch gì mà chả thấy chơi, chả thấy tham quan vậy. Nó làm cái phần này hơi ẩu luôn á mọi người. Tớ nói thật luôn, hơi ẩu luôn á. Thà là, tớ nói thật thà là kiểu đi đi được đi chơi rồi giờ lúc mà tham quan thì nó đừng có chiếu màn hình đen. Nó cũng cho tôi kiểu những cái tham quan rồi đi tour qua như vậy cũng hay hơn. Ít ra nó cũng làm game thật hơn. Còn cái này chuyến tham quan tôi cảm giác như là một 3 ngày. Cảm giác như là phí phạm hết 3 ngày chơi luôn á. Game ngày xưa được vậy nhưng mà nó remake rồi thì nó cũng phải khá hơn chứ. Ít ra cũng phải có mini game gì đó chơi thêm vô chứ.
làm nó remake làm lại, nó cũng bán 70 đô chứ ít gì mọi người. Ừ, nhớ tới chuyện hôm qua thì à, đang nói về chuyện ở hồ nước nóng ư? Này im mồm đi, nói nhỏ nhỏ thôi, lộ bây giờ nghe đừng ngu. Này họ đang tới chứ. Chuyện gì vậy các chàng trai? Không, tụi tôi chỉ đang có học mặt suy ngẫm vài vấn đề thôi. Cái gì? Có cái gì mà phải suy nghĩ? Đừng cứ quan tâm. Ok. Thôi, sao cũng được. Đây đây sẽ là bí mật giữa chúng ta thôi, hiểu không? Tốt nhất là các cậu nên chôn nó dưới mồ đi, đừng có lỗi nhé. Bí mật khỏe cực cực. Đi nhìn gái tắm một bí mật. Học sinh ở Nhật cấp 3 sẽ có một chuyến đi về Kyoto. Ủa, trường nào cũng có hả? Bất kỳ trường nào cũng có luôn hả? Hay là một vài trường thôi, chắc là trường nhà giàu thôi chứ. Ôi trời ơi, mệt quá đi. Nhưng mà rất là vui ý. Anh cũng mua cho em vài món, vài câu chuyện lưu niệm nữa rồi. Anh sẽ kể cho em nghe sau nhé. Ok. Em sẽ rất là mong chờ ấy. Nhưng mà chúng ta không thể đi Tartarus tối nay được. Tất cả chúng ta đều đã quá mệt rồi. Thế nên là ngày mai nhé. Dù chúng ta không còn gì để tranh đấu nữa. Ôi, hôm nay không đi được Tartarus thì đi với chó vậy. Vậy là hết 3 ngày ở Kyoto chả hay bị gì đâu rồi. Elizabeth đúng không? Hình như mình phải ra trường đổi nữa đúng không? Ra trường đổi cái nước uống kia nữa thì mới đi được con Elizabeth. Không, giữ nguyên cốt truyện, update đồng hạ, thay đổi Tartarus là chính à. Thì đó, thì nó không thêm vào cho nên là mới nói là nó bán mắt như quỷ. Đúng rồi, phải ra kia đổi nữa. Hình như Conan cũng có vụ thẩm quan kêu cô Conan thì trên đất nước Nhật Bản chỗ nào nó chả đi. Ủa anh em nghĩ gì vậy? Mấy trăm tập chứ đâu phải buồn được. Mấy trăm tập chứ đâu phải ba mấy tập đi em này. Nó thêm vào thì nó đã không 60k game bát ngày đầu tiên. Bây giờ vẫn còn hả? Bây giờ vẫn còn game bát mà. Ủa? Hôm nay không gặp được đứa nào hết hả? Hôm nay nhận được speed. Sợ bích. Chuẩn bị lên 68 kiếp con Elite lên. Elite thì lấy kiểu gì ta? Nên biết Elite thì lấy kiểu gì không? Lấy hết test đúng không? Hơi khập khiễng nhưng mà chúng ta phải làm việc mặc dù không được trả lương. Cậu làm công việc gì vậy? Thứ ba và thứ tư tôi có việc làm kiểu như là công việc về xây dựng. Và thứ năm và thứ sáu thì có việc làm ở trạm xăng. Ôi trời ơi, bà giáo viên sẽ luôn để mắt cho chúng ta đấy. Đi tình nguyện hả? À, một tuần trải nghiệm nghề nghiệp bắt đầu. Công việc của tôi sẽ là ở đâu? Tuần này là trải nghiệm nghề nghiệp để mà học sinh cấp 3 có hướng đưa ra cái nghề nghiệp tương lai cho mình. Để mà lựa chọn trường thi vô á mọi người. Ở trường cấp 3 ở bên Nhật nó rất hay. Nó cho mình trải nghiệm thực tiễn luôn. Để mà mình biết coi là công việc nó có thích hợp với mình trong tương lai không. Để mà tương lai mình thi vô. Đó là một trong những cái hay của giáo dục Nhật Bản. Các cậu có thích chuyến đi tham quan không? Chắc là không nhỉ. Tôi không thể quan tâm ít hơn về những cái đền thờ mà ngôi đền được. Bây giờ là tuần trải nghiệm nghề nghiệp bắt đầu vào thứ ba. Hãy coi nó như một chuyến đi thực địa nhàm chán khác nhé. Để mà nghiên cứu xã hội. Khá là khó khăn trong thế giới thực định. Nếu mà không hiểu ý tôi thì cuối tuần này các cậu sẽ hiểu. Rồi, về bản thân tôi thì rất vui vì có cơ hội thư giãn. Có ai có kỷ niệm nào đáng nhớ trong chuyến đi muốn chia sẻ với cả lớp không? Nào, đừng có quay lưng lại với cô như vậy. Trả lời đi. Rồi, không có giáo viên nào đồng ý. Thực tế đều có ví dụ tiên là ví dụ như là ông Ekuda thì vẫn đến Kyoto, nhưng mà khi ổng Ono thì cũng muốn đi nữa. Đâu đó thì ông Ono thì muốn đi đâu đó phía bắc Nhật Bản cơ. Tôi vẫn không hiểu tại sao. Còn ông cô Onishi
thì đề xuất để đi xuống nước nóng, và ông Take no Yuka thì muốn đi tàu Makali. Còn cô Terochi thì không quan tâm tới cô đấy đã đi đâu, miễn là có thể đưa chồng đi cùng. Trời ơi, cô ấy có phiền phức không cơ chứ. Những gì chúng ta cần là ai đó đoàn kết các nhân viên lại để chống lại một ai đó. Sau cuối cùng thì chúng ta cũng có thể chống lại khẩu hiệu thượng niên khi mà ở Kyoto. Ồ, từ hôm nay có Mitsuru hả ngó? Tuyệt vời. Đi thôi. Đó thì phải đi. Ru ơi, anh tới đây. Ru ơi, con này mắc rồi kìa. À quên, đi đổi. Đi đổi nước. Đây nước đây. Rồi o đen chết. Nè. Ủa tại sao tao vừa phải đưa nước cho nó mà vừa phải đưa tiền cho nó ra? Kỳ đó. Why? Vừa phải đưa nước, vừa phải đưa tí. Con này nó giết người. Đây đi cơ Mitsuru thôi. Cậu đang mong chờ nãy giờ. Subarashii. Đánh bại con Lady Shadow mình cũng chưa xong được. Volmido, Loki với lại Elite. Vậy sao là có Elite với Loki là được. Nhưng mà Loki phải level 75 hoặc cao hơn. Từ giờ Elizabeth không hẹn với mình nữa, hơi buồn nhỉ. Đừng có con... Ê! Ô! Có Susaline thật nữa. Đi em ơi! Năng đầu tiên! Ồ quên, Mitsuru là... Mitsuru là gì ta? Mitsuru là Susaline nè, để tôi mang persona coi. Mitsuru là... nữ hoàng đúng không? À, lắc đầu thì chưa cần, ok. Dạ, còn mỗi con này với con Aegis nữa là xong, không biết Aegis có không ơi. Same. Sao? Tôi cần biết phép xã giao của nơi này có phong tục nào mà tôi nên tuân theo không nhỉ? Hấp mì, thêm nhiều topping. À, đừng để nó bị kiểu ngập ngâm nước quá lâu để mì bị úng đi á. Hãy ăn hết súp thì không phải rồi. Con gái nào ăn được hết súp của Tô Ramen đó bây giờ. Phong tục gì ta? Ai biết sang tháng 1 ở lâu hả? Vậy coi như là cuối cùng luôn rồi, còn cái gì nữa. Cái răng đầu tiên là chọn cái gì cũng được đúng không mọi người? À, vậy thêm nhiều topping đi. Ok, vậy à, chúng ta có thể tự lựa chọn số topping phải không? Tôi hiểu rồi. Thật là thú vị khi mà họ để việc đó cho mình quyết định, cho khách hàng quyết định. Thôi, bây giờ hãy ăn thôi. Itadakimasu. Chúc mừng mì. Itadakimasu. Hồi nãy nó nói cái gì không phải là tiếng Anh, nhưng mà Itadakimasu thì là chúc mừng mì. Thôi, hương vị này thật là hấp dẫn quá đi. Lúc đầu tôi nghĩ là hơi lạ, nhưng mà nó có một cái sự phức tạp nhưng mà rất tinh tế. Món này khá là ngon đấy. Xin lỗi, bếp trưởng ơi. Cái gì? Bếp trưởng? Cậu đang nói tôi á? Cô đang nói tôi á? Ừ, ramen của ông rất là ngon. Đã lâu rồi tôi mới khen đầu bếp đấy. Ông dùng gì để làm nước dùng vậy?
Nước dùng á, cái quái gì vậy? À, nếu cô hỏi về công thức thì xin lỗi nha, tôi không thể cho cô biết được. Đó là cách chúng tôi buôn bán thôi mẹ. Sao mà tiết lộ được? À, vậy đây là một công thức bí mật. Ừ, tôi hiểu rồi, ông không cần phải nói đâu. Ông nhắc đến món ăn này như là đặt bánh mì trên bàn nữa. Tôi cho rằng điều đó có nghĩa là kiểu dạng sandwich gì nữa. Nhưng mà đây là một món ăn rất là hấp dẫn. Cái con này nhà giàu cho nên nó nói chuyện kiểu theo giới thượng lưu quá. Tuy là không hẳn là chính xác nhưng mà thôi sao cũng được. Công thức của món này có thể là sẽ được cấp bằng sáng chế và bán được với giá khá là cao đấy. Có vẻ như là trí tưởng tượng của tôi hơi phát huy nhỉ. Tôi cũng muốn nếm thử ramen từ rất lâu rồi. Cậu có thấy điều này là khác thường không? Không có gì đâu. Kể đi, tao biết mày nhà giàu mà. À, thật là vui. Tôi chưa... khi mà lớn thì tôi chưa bao giờ có cơ hội ăn loại thức ăn này bao giờ cả. Phong cách nhà hàng cũng tương đối mới đối với tôi. Tôi phải thừa nhận rằng có đó là điều mà tôi luôn muốn thử. Tôi rất vui vì chúng ta đã đến đây ngày hôm nay. Cậu đã dạy tôi rất là nhiều về nghi thức ramen. À, tôi muốn quay lại đây trong tương lai. Thôi, nó được đăng nữ hoàng rồi mọi người nha. Trời ơi, Aegis thì cuối game là không cưa ai ngoài Aegis luôn. Tôi nghĩ là Aegis phải cập nhật một cái phần mềm gì đó liên quan tới tình cảm của robot thì nó mới cưa được nó. Chứ hiện tại nó chưa có cái phần mềm đó cho nên nó chưa biết tình cảm là gì. Ai thanh sâu. Rồi, răng một em rệt. Chú ý đến thời gian, bắt đầu chúng ta nên đi thôi. Chính là cụ Tô Mỹ còn đầy luôn á. Okaerinasai. Rồi, hôm nay sao rồi? À, Ryuji hôm nay để đi về cùng với Junpei nữa. Chúng ta có khách tới đây á. Cậu có nghĩ ổn không vậy? Dù sao thì tôi cũng thật sự ngạc nhiên khi mà Junpei lại không đi về cùng với gái cơ. Nhưng mà ai biết đâu. À, em thấy Aegis ở trên tầng 2 á. Có thể là cô ấy, Aegis đang ở cùng với Kuromaru. Đây không phải là chuyện bình thường lắm sao? Hôm nay mình coi phim rồi này. À, trồng cây. Gì? Là sao? Cái ngày 28 nữa. Trồng cây với phù ca hay là tăng hảo cảm giờ ta? Tăng hảo cảm với Mitsuru cũng ngon là tại vì mình... Mitsuru là cái gì ta? Đây. Lấy skill đi hả? Lấy skill của thằng kia rồi mà. Lấy rồi. Skill của thằng Akiko lấy rồi. Còn skill nào nữa? Skill thằng Akiko lấy rồi mà ta. Hay skill của Fuka ta. Skill nào? Mỗi đứa 2 kiếu hả? Để từ từ để tôi tua lại nè. Mỗi đứa 2 kiếu á. Tại vì thằng Akiko là lúc mà coi phim với nó là tôi lại lấy rồi này.
cô đi rồi. Còn mỗi phu ca nữa, từ 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 chết ca kia coi. Akiko. À, cái này là đi với con này chưa xong. Kirizo. Đây rồi, tới này. Okaeri nasai. Còn Aki thì đang ở trên lầu. Aki giờ xong rồi này. Đó, Aki xong rồi. Sore ja. Còn Aki ở trên lầu thì để coi. Aki bên chó là không có gì này. Aki đang chơi chó. Còn con này không, cái này chất lượng cây sẽ tăng lên nếu mà mình ấy với nó thôi. Hết rồi hết kêu rồi nha mọi người. Đây chỉ còn trong đây thôi. Hết kêu rồi. Con Chidori. Ôi, mình đang vẽ cái quái gì này? Tại sao lại là cái này? Đổ xong, cái gì cơ? Nó bị... Cũng lâu rồi nhỉ? Kẻ đục nhập. Âm thanh này, nghe quen lắm. Ủa, hai này chưa chết. Mata aete ureshii desu. Rất vui được gặp lại cô. Jin, senkoku no mono. Jin ơi, nhạc cụ. Cậu có cầm không? Đây. À, dụng cụ. Đừng nói với tôi là cô còn thậm chí không thể nhận ra evoker của chính mình nhé. Bây giờ thì chẳng còn gì trên thế giới có thể giữ cô ở đây được nữa rồi, phải không? Takaya. Chắc chắn là cô hiểu rồi chứ. Không còn nơi nào mà cô có thể đi nữa rồi. Lựa chọn duy nhất của cô là đi cùng chúng tôi. Cô biết quá rõ cái chết không đáng sợ mà phải không? Cô chỉ cần sợ hãi. Tôi biết rồi, Takaya. Tốt lắm. Ủa, thằng này chưa chết đấy. Nó đi. Vậy ra tất cả đều là lỗi của hắn ta ư? Kể từ khi hắn ta bắt đầu thân thiết hơn thì tôi đã phải chịu đựng mỗi ngày. Bây giờ thì tôi lại phải sợ chết ư? Này Chidori, nhanh lên. Mibi, đi thôi. Nani? Nó bảo không thể học kêu nữa như Aki mới là hết à? Không, tại vì cái cổng trồng cây là không được học kêu thì phải. Trồng cây là chỉ tăng chất lượng cái cây thôi. Cá hả? Nani? Cá đó. Cá luôn á. Tưởng là tăng chất lượng cái cây thôi chứ hơi kệ đi. Có tính là hoạt động quá. Nani? Không biết luôn á. Lần đầu tiên trái thanh long có cho mì tôm. Nói chủ nhật không có thằng Sân, bây giờ thằng Sân nó mùa yên mã đẹp, bây giờ tôi phải đi đâu? À, đây. Đây,
đi với thằng thằng này là đợt trước là mẹ của nó bị thương, cho nên là ước mơ mà cái giấc mơ của nó để mà đạt top 1 xong rồi nhận học bổng thì nó phải dừng lại để mà nó về nhà chăm lo cho mẹ nó, cho nên là giờ mình đi theo coi không biết nó là sao. Ôi, thứ này thật là ngon quá đi. Thật là may mắn khi mà chúng ta được ăn những cái thức ăn tuyệt vời như vậy. Tôi có nên mang một ít về nhà không? Nhưng mà nếu làm vậy thì tôi phải trả tiền. Đủ ít đi, làm đi. Nên mang về nhà chia sẻ cho em Út ăn nữa chứ, đúng không? Đúng, tôi cũng thấy vậy. Tôi cảm giác thật là sai lầm khi mà tôi là người duy nhất được ăn. Dù sao thì còn về mẹ của tôi thì bà ấy sẽ sớm xuất viện sớm thôi. Ngay khi cuối cùng tôi cũng đã có thể tự mình chăm sóc tất cả mọi người rồi. Đáng xem còn gì nữa này. Đồng đội của tôi cũng đề nghị giúp tôi chăm sóc bọn trẻ nữa. Họ thậm chí còn nói là sẽ đón em gái tôi từ trường mầm non nữa cơ. Chắc là mọi người cũng rất là lo lắng cho tôi ấy. Và tôi đã ở đó, tầm nhìn của tôi hoàn toàn trong gói gọn trong việc là tôi phải tự mình làm hết tất cả mọi việc. Tôi cuối cùng thì là lỗi của tôi, khiến cả nhóm không thể làm việc cùng nhau được. Nói chọn gì vậy? Chắc chắn là như vậy. Đừng có nặng nề quá. Anything à? Đây. Akiko có thiếu cảnh bị côn đồ hội đồng mà phải không? Còn thế đó, cảnh đó là lâu rồi, cảnh đó là từ tập mười mấy rồi ấy. Cảnh đó là từ tập và trước khi Shinji chết cơ. Tôi cũng có đi Akiko mà bị nguyên đám hội đồng luôn, hai lần luôn. Cậu thật sự không bao giờ nói nặng lời với ai à? Tôi lại cảm thấy tốt hơn nhiều khi mà tôi biết mọi người thật sự quan tâm tôi đấy. Tôi đang rất vui khi chỉ chạy lòng vòng cơ thể tôi như bây giờ nhẹ tựa lông hồng. Thôi, bây giờ tôi lại bắt đầu lên men rồi. Xin lỗi nha, nhưng mà tôi phải đi đây. Và đừng quên, tôi chỉ có thể tập trung vào việc luyện tập trở lại vì cậu đã hỗ trợ tôi. Tôi cảm thấy rất là tuyệt vời, cảm ơn cậu nhé. Đó, vậy là bây giờ đồng đội của nó phụ giúp nó một phần công việc, cho nên bây giờ nó cũng có thể tập chạy. Ô, răng 8 đấy này. Thằng này tới trễ mà răng 8, mấy đứa mà đầu tiên lại ít răng. Mau chấp răng nè. Okari. À, đây là Fuka nè, đây là Ken. Nấu ăn với thằng Ken hả ta? Nấu ăn với thằng Ken có khó khăn chưa ta? Như là không có ghi cái gì hết là ấy đúng không? Dạ ta. À, uống trà với nó. Thì đi uống trà với nó mấy lần ấy. Ok, coffee. Ủa, tôi tưởng thằng Barot nó xuyên không qua thằng Ryuji rồi chứ. Xin lỗi vì đã đánh thức cậu giờ này. Tôi không biết nói như thế nào nữa. Nhưng mà cậu cần phải đi lên tầng 4. Hãy nhanh lên. Tầng 4. Chuyện gì xảy ra vậy? Yamagishi đã phát hiện ra một cái gì đó. Có một người dùng persona khác họ đang ở bên ngoài Tartarus. Những cái nhóm người dùng persona khác không phải là tụi Trega, họ vẫn còn sống. Khốn á. Đầu tiên là giờ đen tối không biến mất, và giờ là Trega lại quay lại. Quái quái gì đang xảy ra vậy trời? Yamagishi, có thấy ai không? Chỉ có một trong số họ nhưng mà tôi nghĩ là cô ta đang ở trong bệnh viện chứ. Hả? Chiori. Không, cô ấy ở bên trong. Chuyện gì vậy?
Lâu rồi không gặp nhỉ. Chidori. Cô ta đã cướp súng lại hả? Tôi không thể chịu được việc nhìn thấy tất cả các ngươi nữa rồi. Cho nên tôi đã quyết định loại bỏ các ngươi. Hãy tới gặp tôi. Quái gì vậy? Nói gì? Em ấy gì? Ai cũng vui à? Không, 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 sao? Tôi không sao. Tôi không hiểu nữa, không phải là cô ta đang ở trong bệnh viện nữa chứ. Junpei, cậu có biết chuyện gì xảy ra không vậy? Bồ của mày mà. Junpei. Im đi, ta không biết cái quái gì cả. Junpei, bay bè đi. Phải đuổi theo nó hay? Ừ, chắc chắn đây là một cái bẫy, nhưng mà chúng ta đang phải đối mặt với tre nghè đấy. Chúng ta không thể bỏ qua được. Nếu như mà chúng ta phải đối đầu với họ thì chúng ta có thể hiểu rõ hơn tình hình hiện tại. Hãy cẩn thận nhé. Tôi chỉ cảm nhận được một người, nhưng mà hai người còn lại có thể ở gần đó đấy. Ok. Sama. Rồi, bây giờ tôi không biết họ lên kế hoạch gì, vì vậy hãy chặn nhóm một cách khôn ngoan đó. Chúng ta sẽ đi truy lùng Loki khi mà cậu sẵn sàng. Ok. Lori chứ nhầm. Cứ đọc nhầm Loki. Nhóm của mình hiện tại có thằng Ken, Aki, cô, con Aegis. Chắc bỏ thằng Ken ra để lấy Yukari đi. Lấy Yukari đi. Bỏ thằng Ken ra nhỉ. Cháu nữa, cháu là phải men. Men cháo nữa này. Đem lại Kuromaru với Yukari rồi sao? Cháo với lại Yukari rồi. Rồi Aegis, ok. Team đẹp của tôi à. Xong rồi đúng không? Dậy bên đây. Let's go, ready, go. Cái gì đây? Đang trước ta đã rớt hả? Trước cổng trường này. Chidori, chuyện gì đang xảy ra? Nói đi, nói chuyện với tớ đi. Này, cô làm điều gì này không có ý nghĩa gì đâu. Ý tôi là tôi không thông minh, nhưng mà mặc dù tôi không thông minh và tôi đã làm rất nhiều việc ngu ngốc, nhưng chuyện này hoàn toàn sai đi. Chúng ta không nên chiến đấu với nhau. Chuẩn bị coi chừng. Oh my god. Ủa nó cầm liệu búa thật đấy. Ôi xém tí nữa là cậu có thể giết người đấy. Chidori tại sao? Ngồi lại Junpei. Bây giờ nói chuyện chẳng giải quyết được gì đâu. Quá nguy hiểm rồi. Tôi biết cảm giác của cậu Junpei rồi, nhưng xin lùi lại đi. Midi. Ôi, tao không phải đấu với con này à. Cái kia là búa thao mọi người. Búa của thao ấy. Đây không phải là nơi mà tôi thuộc về. Tôi đã biết ngay từ đầu rồi. Chị Loli, cái quái gì sẽ ra đêm vậy? Ồ, con này hệ lửa à? Ôi, tuyệt vời. Trời ơi, có sức play. Con này cứ hồi máu thôi. Đau. Takaya đã đúng rồi. Có lẽ các người chỉ là một kẻ phiền toái thôi. Oh my god. Mày phiền toái đấy. Chết đi. Ôi, gần một ca máu luôn á mọi người ạ. À.
これ使うね。Ok, đang bị confused đúng không? Không biết là đừng để con búp nó bị gì không? Ôi, cái nỗi đau này, nó chẳng là gì so với nỗi đau mà tôi đang cảm thấy trong lòng cả. Oh my god, con này chơi hát à? Hồ Yuramai à, trời ơi. Ai nồi con nó hát hồi máu kìa. Đùa. Chơi hát vậy nào rồi. Tại sao? Tại sao không để tôi yên đi? Tôi không biết nữa, tôi không biết gì cả nữa, trốn đi! Chidori! Chidori! Oh my god, clip luôn. Clip 41 máu á. Đó, clip được chưa? Ô, con điên này! Mày có... Quẩy hay clip kính? Nhiều nó ở ngoài trận đấu nhưng mà nó vẫn chứ đâu đi. Lại nói rồi, đừng có chạy vào tôi. Chị đi làm ơn đi, làm tên nói cho tôi nghe lý do tại sao cô lại làm chuyện này. Cái thứ mà tôi sợ hãi nhất không phải là cái chết. Cái thứ tôi sợ nhất là đó là sự kết nối. Khi làm vậy thì tôi trở nên kinh hoàng khi nghĩ đến sự mất mát. Tất cả những gì của tôi, cuộc sự sống của tôi, tất cả mọi thứ. Đó là lý do vì sao chúng ta chỉ phải sống cho hiện tại. Nhưng cậu, Chu Fei, cậu đã mang đến cho tôi nỗi đau mà tôi không bao giờ muốn. Gì cơ? Khi mà tôi ở cạnh cậu thì tôi lại sợ hãi tất cả mọi thứ. Tôi sợ mất đi, tôi sợ cái chết. Tôi sợ thời gian của tôi với cậu sẽ kết thúc. Đó là lý do tại sao tôi... Chidori. Chidori. À, cái hôn này là... Cái gì vậy? Làm bọn chơi gà khác đấy. Rồi xong bọn này ra. Sự kết nối kiểu một mối liên kết của nó với Subay á. Từ sau khi mà nó thân với Subay nó bắt đầu sợ chết. Từ lúc trước nó không sợ chết. Nó không thân với Subay thì nó lại sợ chết rồi sợ mất đi Subay, sợ cô đơn. Nó sợ tất cả mọi thứ. Kiểu nó ý của nó nói là vậy. Làm sao mà họ còn sống được chứ? Mấy tình khốn này. Các người không biết khi nào mà nên từ bỏ. Nghe đập bọn nó thôi, tôi ghét bọn này. Tôi đã kiềm chế không can thiệp vào theo yêu cầu và xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chị Dori. Nhưng mà tôi nghĩ là quá muộn rồi. Cô đã bị trúng đầu độc rồi. Quá gì vậy? Có lại ý nghĩa gì vậy? Mấy con me kia. Tôi không phải là me. Số phận đơn giản cho phép tôi sống bất chấp sự thờ ơ của tôi đối với sống. Cho nên tôi có thể nói tôi là người được chọn, được chu sần quanh. Hello cộng mực. Tình khốn nhà cậu. Đó là tôi không thể để cậu làm việc này à, tôi không để My làm việc này với cô ấy nữa. Tôi không thể My chiếm lấy cô ấy nữa. Tôi sẽ bảo vệ Chidori bằng cả mạng sống của tôi. Ồ, kinh. Được.
Chị đưa đi, theo tôi. Đừng có ở với cái thứ lũ lũ này nữa. Oh my god. Chưa may cao chừng. Oh my god. Cái này là mơ hay là thật vậy? Tôi nghĩ là tôi đã sai rồi. Nỗi sợ của tôi, nỗi đau trong lòng tôi đổ lỗi tất cả mọi thứ cho cậu Junpei ạ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước khi gặp cậu. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra cái điều mà tôi muốn. Là điều gì? Tôi muốn... À, em muốn ở cạnh anh Junpei ạ. Mãi mãi. Đúng rồi, đây là... Chắc là... Chuyện Buda qua Leo ơi. Chứ đừng làm gì mà con Chirori nó nói được vậy. Cái này chắc chắn là anh Junpei Buda qua Leo ơi. Anh cũng muốn ở bên cạnh em. Anh Junpei Buda rồi. Nhưng mà chắc chắn là sẽ không bao giờ có thể kéo dài được đâu. Vì nó làm tan nát trái tim em. Chúng ta, bọn em khác với anh. Từ lúc mà em có được sức mạnh thì em đã biết là sẽ có ngày em sẽ chết. Ý nghĩ đó làm cho em kinh hãi, kinh sợ. Cho tới lúc đó thì em chưa một lần nào mà không nghĩ đến cái chết cả. Nhưng mà em nhận ra bây giờ chết có nghĩa là em sẽ không gặp lại cậu nữa. Kirori, đó là lý do tại sao đây là điều tốt nhất rồi. Cậu không thể nào chết ở đây được, Junpei ạ. Đó, chết đó. À, Buda qua liều mà, tôi biết mà. Trời ơi. Buda qua liều mà, tôi biết mà. À, Chidori nó cứu Junpei nè. Oh my god. Không lẽ Chidori hy sinh? Cái quái gì vậy? Junpei! Ôi, là persona của cô ta. Liệu có sức mạnh ban lại sự sống ư? Tôi không thể nào tin được. Cô ta đã đưa cậu ấy trở lại từ cái chết ư? Nhưng mà chờ đã. Nếu cô ấy đi xa đến mức hoàn toàn hồi sinh ai đó thì cái giá sẽ là... Oh my god. Chidori! Thôi, thế là đã thành công rồi ạ. Em lại nghe tiếng của anh rồi. Âm thanh trái tim anh đang đập đây này. Đập thình thịch. Đó là tất cả những gì anh cần biết. Giờ anh có thể tiếp tục sống trong em rồi. Không, em sẽ luôn ở bên anh. Không. Ôi, Chidori, lại đi, không. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mọi chuyện phải như thế này mà anh đừng lo. Em sẽ bảo vệ anh mà Junpei, mãi mãi. Anh sẽ làm mọi thứ để làm bảo vệ em mà, cho nên là đừng nhắm mắt lại em ơi. Đây có thể là những gì mà em cần đấy. Chỉ cần được ở trong vòng tay anh như thế này thật là tuyệt quá đi. Không, bỏ mặc dậy ghê. Chidori, em yêu anh Junpei ạ. Cảm ơn anh. Không, giờ Junpei ạ. Junpei quá vợ ơi. Sao đã đâu? Em đang đùa anh đó chứ, không phải nào. Junpei quá vợ ơi. Chidori, nói đi là đi, làm ơn đi. Ừ.
Đây là ném thương. Thật là một kết thúc vô nghĩa. Vô nghĩa ư? Đập nó đi, mẹ tụi chi gà này điên quá nhở. Bôi nít tạm. Kết hợp sức mạnh với Chiori luôn nè. Có một dân em mới, mọi người chung bay bây giờ mạnh rồi. Đây, nghị quyết trong trái tim Junpei đã thức một version em mới. Bây giờ Hermit đã trở thành hợp lại làm một với Midi của Chidori. Mà có sức mạnh mới được gọi là Chimagistus. Cái gì hả? Media. Midi. Đốt cháy trong địa ngục đi, hãy cháy trong địa ngục đi. Này thì đáng rồi, đúng lắm rồi, chúng mày à, ai lắm, chúng mày xứng đáng là leader. Các người sẽ không trốn thoát được đâu. Chúng mày. Ôi trời ơi, phải là một cảnh tượng ngoạn mục. Đây, cho phép tao đáp lại nhé. Takaya, đừng. Đừng quên nhiệm vụ của anh. Anh không cần phải lãng phí thêm thời gian vào chúng nữa. Nhưng mà tôi còn mục đích lớn hơn phải làm rồi. Vì không có cách nào tiêu được đường khách đen tối, cho nên là đối phó với các ngươi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hãy tận hưởng việc lãng phí thời gian ít ỏi còn lại của các ngươi đi. Quay trở lại đây mau. Chết vậy. Cho tôi đi, tôi phải. Thôi nào, cô ấy đã giao phó cuộc đời này cho cậu rồi đấy. Đừng có ném nó đi như vậy. Này, Chidori của tôi. Chidori, tội nghiệp quá, chung bay quá vợ. Ủa nhưng mà không có cách nào cứu được Chidori hết nữa. Chidori ăn. Không nào nó. Trời. Thật là quá khó. Đây không phải là, đây không còn là cuộc sống của mỗi anh nữa rồi. Junpei. Mọi người đều im lặng quay trở về ký túc xá. Không có ai có thể tìm ra từ nào có thể nói được với Junpei. No. Cái khúc mua hai tôi mua rồi mà, nhưng mà không cứu được nó rồi nè. Hôm nay là Thanksgiving, lễ tạ ơn cho nên không đi học. Ủa làm đủ rồi mà sao không cứu được hả ta? Tôi làm đủ hết luôn rồi á, không sót cái nào luôn á, mà không cứu được à. Chưa đủ hả? Không lẽ chơi đi đi thật? Nhưng mà qua đoạn này thì mình có phải tua lại để làm để cứu Chidori không hay cứ đi tiếp? Nhỉ? Tại được trước có mua hoa rồi. Cứ đi tiếp đi hả? Ok. Mà hôm nay chắc là chả còn việc gì cho tôi làm nữa. Vậy có thể là Chidori còn sống đúng không? Tăng stat của... ok, đi chơi game. Để tăng xì tát. Được rồi, đã hiểu rồi. Một mình nữa, lại đi. Hợp lý.
Ừ, tôi đi chơi game mà tôi chưa biết, tôi đang trang bị con bờ sona này nào. À, Junpei đang ở phòng, mong là cậu ta sẽ ổn. Tôi đang trang bị sức spray rồi, đúng rồi, sức spray tăng 3 xì chen. Ờ, tội nghiệp Junpei quá, hiếm lắm Junpei mới có người để có mới có người yêu. Cuối cùng thì cũng đi, không nói chuyện được với Junpei ta. Amanda, đây Junpei Room nè. Nhưng mà cậu ấy không trả lời mình. Ra chùa cầu may hả? Số số lên thì bây giờ mình có thể tăng bằng cái này mà. Nè, cái này cũng có thể tăng số cầu lên mà. Có vợ là phải cưới liền, không nó chết hả? Cưới xong rồi nó chết cũng vậy mà mọi người. Nó tự nhiên đang cưới xong chưa động phòng, nó chết cũng vậy mọi người. Cái số trời nó vô thường lắm. Bà đê lâu rồi, máy nào này full rồi. À, ra quán nét một phần mềm máy tính mới à. Chị đồ rỉ. Ủa, tôi cũng không ngờ luôn á mọi người. Tôi biết là hai đứa nó sẽ thuộc về nhau, nhưng mà không ngờ hàng Junpei còn có bồ, còn hàng Akihiko bật nô. Nghe đau lòng cho Aki nhỉ. Hàng Tấu Hài Junpei còn có bồ, còn hàng Aki chả có gì. Ôi nhiều lắm luôn á, lâu rồi mình không mua. Ôi trời ơi, tốn tiền kìa. Trong club thì chắc hết phần mềm mà. Hàng nó chết còn hơn chứ. Đứa bất tử mình chết xong. Chứ cứ đứa bất tử mình chết xong nó phải ở gà. Anh em ác vậy. Anh em yêu chỉ nghĩ đến bị phê thôi à. Rất buồn mọi người. Không ngờ. Ok xong. Bên đây đi. Ở Junpei còn có người yêu mà Aki buồn. Aki ngủ. Người 10 hộp sữa 10 không hộp nào. Không có hộp ấy mọi người. Có hộp nhưng mà hộp đó đi. Đây, cái này tăng jam. Này tăng academic ạ. Không cần lắm nhỉ. Khâu rệ không cần luôn. À, kỹ năng bạc tham có thể giúp mình nhiều tiền hơn. Đây, tăng trồng rau. Trồng cây ngon hơn. Sao tăng số lượng cây trồng rau yêu gần cái cuối game ơi. Cứ tưởng Aki thành đôi với Mitsuru, ai dè bị men đớp thì... Không, mà thật ra là anime thì nó có thể thành đôi á. Nhưng mà trong game thì tôi kêu là đéo. Hiểu không? Giống như là cái cảnh mà Cloud rất muốn Aerith sống á. Nhưng mà Sephiroth kêu méo, tao chém là tao cứ chém, hiểu không? Ở này là kiểu Akiko rất muốn thành đôi với Mitsuru. Nhưng mà tôi kêu trong game này tôi kêu méo. Đó. Ok, hôm nay còn làm việc. Toàn lẽ làm việc mà nhỉ. Một hộp sữa cũng được. Ok, bây giờ là chuyến tham quan Iwatodai, trung tâm thương mại Iwatodai và Wild Duck Burger. Trời, ngày nào tôi chả đi còn tham quan nữa chứ. Ohayou gozaimasu. Chào buổi sáng. Thôi, mọi người hôm nay tham gia chương trình thực tập hãy theo tôi đến cửa sau nhé. Tôi sẽ cung cấp đồng phục cho các cậu. Sau khi mọi người đã mặc quần áo xong thì chúng ta bắt đầu làm việc.
trong 4 ngày tới tôi sẽ giúp dọn dẹp ở khu này. Ok, tôi làm việc chăm chỉ. Cậu làm xong thì tôi có thể nhờ cậu đi đổ rác được không? Thế nào rồi? Mình thấy cái đang bận rộn lắm mà. Vì vài lý do gì đó mà Tomochika lại đứng ở trước nhà hàng. Mày đứng làm gì vậy? Kem bữa sáng. Cậu trông khá đẹp trai trong bộ đồng phục này đấy. Quên mất là cậu cũng chọn nơi này à. Cậu cũng làm cậu làm gì ở đây? Chỉ cần chuẩn bị tinh thần cho kỳ thực tập thôi mà. Ý tôi là tôi giống như là đây là yêu cầu tối thiểu trong công việc mà phải không? Đáng xem khách hàng tiềm năng của tôi hơi hẹn đạn nè, tôi đã ngủ quên như chết, quên mất đi thực tập. Thế nào? Ôi trời, tôi thật sự thử làm hỏng mọi việc mất rồi. Tôi lại đến trễ vào ngày đầu tiên. Chắc là mọi người sẽ tức lắm đây. Tôi biết là một người làm việc ở đây, cậu ấy nói quản lý thời gian thật sự rất là khó đấy. Trời ơi, bây giờ tôi thật sự không muốn đi vào trong đó tí nào cả. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Thôi, đi vào cùng tôi, tại để tao canh cho. Vậy trễ thôi mà, cậu sẽ đi xin lỗi cùng tớ. Ôi, cậu là người tốt nhất, tôi yêu cậu quá. Mà chờ đã, ngay cả khi mà cậu hỗ trợ tôi thì tôi cũng không thể nói với cậu là tôi đã ngủ quên được. Nói với người ta là tôi ngủ quên được. Này, chờ đã, tôi có thể giả vờ như tôi đã ở đây suốt cái nãy giờ, từ nãy giờ mặc đồng phục và vào nhưng mà chưa có chuyện gì xảy ra cả nhỉ. Tôi sẽ nói là bụng tôi không được khỏe cho lắm cho nên tôi đã ở trong toilet suốt thời gian qua. Thế mẹ, làm ơn đi, lấy cho tôi một bộ đồng phục mà ném nó ra đây đi để tôi thay. Làm ơn đi, tôi sẽ đãi cho cậu bất kỳ món ăn nào cậu muốn. Tôi có thể cho cậu xem bài tập về nhà của tôi rồi, giúp tôi đi mẹ. Giờ sao ta? Chọn một là nói dối là sai, chọn hai là phai. Thực tập trong quay đất burger. Quay đất burger. Bê bê có đẻ ra bao nhiêu cha nữ thì ai biết vẫn là best girl. Nhưng mà đúng ra là theo trong anime là Yukari đúng không? Men hẹn hò với Yukari. Nói dối không tổn đâu, vô trong đó thừa nhận đi. Mình phải chân thật thì không? Trời, tôi nào cũng phải giúp tôi đi. Chỉ cần nhảy vào đó và lấy thật nhanh bộ đồng phục ra thôi. Cậu giấu nó dưới áo của cậu đấy không hay thấy đâu. Rồi sao, cô giáo tới lần này. Các cậu đây rồi, làm việc chăm chỉ chứ. Trời ơi, tại sao tôi phải gặp khó khăn khi mà giám sát học sinh của hai lớp thôi chứ. Tự nhiên tôi lại trở thành một giáo viên trẻ và nhanh nhẹn nhỉ. Tôi không nên phàn nàn với học sinh như vậy. Nhưng mà hai đứa làm gì ở đây đây? Ê, Tomochika, tại sao vẫn còn ăn mặc như vậy? Đừng nói với tôi là em chỉ ngủ quên một tí thôi mà. Em đang đùa cô à? Đã bao nhiêu lần cô đã dặn là không được đến muộn một phút rồi mà. Trời ơi, người đầu tiên bỏ học và bây giờ tại sao lúc nào cũng là lớp của cô nhỉ? Cái gì? Có ai đã bỏ qua giờ học không? Cô thật khủng khiếp, đây là một thật thất bại của loài người đấy. Nhưng mà ai vậy? Này, đừng có cười toe toét như là cậu đã biết đấy. Còn điều quan trọng hơn là hy vọng là cậu gọi điện để báo là cậu đến muộn nhé. Vâng thưa cô, em đã là lịch trình của em đã không được sắp xếp cẩn thận. Nhớ là luôn gọi trước để báo trước khi mà đến muộn á. Đó là cái việc thường xuyên quan trọng nhất. Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. Còn bây giờ cậu phải đi xin lỗi ngay lập tức. Này chờ đã. Em cần tập trung suy nghĩ trước đã cô ơi. Chính xác thì ý của em là gì? Em đang không phải định tìm cách để trốn thoát, trốn tội chứ. Trời ơi, em có nhận thức được tất cả những rắc rối mà em có thể gây ra không ạ? Em đã khiến đội mình thiếu nhân sự. Người quản lý có vẻ đang lo lắng. Nếu mà đây là một công việc thực sự thì em sẽ bị sa thải ngay đấy. Giờ hãy đi vào trong đó và xin lỗi đi. Hãy chấp nhận bất kỳ hình phạt nào. Vâng thưa cô. Thôi một mình cậu ổn chứ.
Trời ơi, không có ổn một tí nào cả cậu ơi. Nhưng mà bây giờ tôi mới là người vướng vào phải chuyện này. Tôi mới là người phải giải quyết. Có thể là khiến em cảm thấy khó chịu, nhưng mà ngay từ đầu em không nên đến muộn. Hãy nhớ, khi mà em xin lỗi thì cố gắng giải thích và chứng minh là em sẽ cải thiện vào lần sau nhé. Nó sẽ phản ánh về em tốt hơn ấy. Rồi, không có lời nào chữa nào cả. Hãy chắc chắn là em thật sự có ý đó. Hiểu chứ? Vâng thưa cô. Tội nghiệp. Gặp cậu sau nhé Sana. Thương. Aki không có ngu nhé. Ờ, anh cúp chuyện nghe em tại sao lại cử em ngu à? Gì? Riku chán cao chắc thông minh lắm mà. Yên tâm trời. Hồi nãy tôi mới bị đập đầu mất một ít neuron thần kinh cho nên là hơi ngu đi, nhưng mà không sao, tôi vẫn thông minh lắm mọi người. Có lẽ tôi cũng nên đi vào trong xin lỗi. Dù sao thì cậu có biết Lori ở đâu không? Không. Là Junpei á. Ít nhất thì nó cũng phải gọi cho Toko hay gì chứ nhỉ? Thôi, cậu quay lại làm việc đi. Junpei vẫn đang... Ok, cứ nở nụ cười thật tươi để cho họ thấy cậu yêu thích công việc dịch vụ đến mức nào nhé. Vâng. Tại sao mình phải đi làm không công ta? Mình cũng là học sinh rồi ta. Tất cả cũng phải có vẻ được trả lương chứ. Tại sao lại không được trả lương ta? Anh cút chuyện game chửi Aki, bây giờ nó chửi lại anh kìa. Hai cậu lấy đồ ổn nữa hả? Buổi trưa vẫn phải làm gì à? Sao hai mẹ không mặc đồng phục? Này đi cư. Ủa sao hôm nay không phải đi làm hả? Ôi có vẻ như cậu đẹp trai đấy. Tôi nghĩ tôi tưởng là cậu đã làm việc ở đây nhiều năm rồi cơ. Cậu làm việc ở đây hả? À, kỳ thực tập của tôi đã kết thúc hơi sớm. Cho nên tôi cảm thấy đói cho nên là tôi ghé qua đây để ăn. Có vẻ như là cậu đang làm rất là tốt nhỉ. Ừ tôi hơi bận. Mày tới ăn, cút đi ăn đi. Cậu xem đồng hồ đi, đừng có bận tâm tới đâu tôi nữa. Nhưng mà có cái gì đó đang làm phiền tôi, cậu có nghĩ là chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Này, Sane, quản lý gọi là cậu hãy nghỉ ngơi đi. Mochizuki, ở đây. Vậy là cậu cũng đã chọn chỗ này làm thực tập ạ? Kỳ thực tập của tôi kết thúc hơi sớm cho nên tôi tới đây chơi. Cậu đến đây để mà xỉ nhục bọn tôi à? Tốt nhất là đừng có khoe mình được ăn gà đây nhé. Ôi trời ơi, cậu thực sự là một nam châm hút gái đấy, cậu có biết không? Kẻ thù truyền kiếp của chúng ta. Cậu ở đây thì tôi cũng muốn nghe ý kiến của cậu đến Tomochika. Ý kiến gì? Cứ để cho tôi đi, nếu mà chúng ta có thời gian. Cậu có chắc không á? Đang bị phạt mà. Bọn họ cũng bảo tôi nghỉ ngơi đi mà. Thôi nào, đây là cơ hội để chúng ta thư giãn đấy. Thậm chí là đừng nghĩ đến việc lau bàn nữa cơ. Ok, có vẻ như hai cậu khá hợp nhau ấy. Tôi đoán là tôi sẽ phải gọi món gì đó, các cậu cứ tìm chỗ ngồi đi. Ok, vậy thì quản lý đã cho tôi một ít nước gẹt là cái gì ta, cái hạt gì đó. Hãy để tôi chia sẻ cho. Tôi không phải là người xấu đâu, một khi đã quen thì chỉ là hơi đáng sợ thôi. Rồi, tôi nghĩ là như đây là đủ cho cả ba chúng ta đớp rồi ấy. Hay lắm. Cậu đã biết đồ ăn vặt của mình rồi ấy. Đây là một cái thứ mà học sinh trung học đều phải đớp. Rồi, cậu muốn nói về chuyện gì? Về Junpei. Lori á? Không phải là cậu ta cũng đang thực tập sao? Đáng lẽ ra cậu ấy phải đến đó nhưng mà cậu ấy đã không xuất hiện. Cho tới hôm nay thì cuối cùng cũng đã thấy cậu ấy nói chuyện. Cũng lại thấy cậu ấy cho nên chúng tôi có nói chuyện một ít. Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra với Junpei vậy? Tại sao cậu lại hỏi vậy? Thoạt nhìn thì cậu ấy có vẻ vẫn đang đùa giỡn như mọi khi. Nhưng mà tôi cảm giác như là cậu ấy đang tự ngược ép chính mình. Tôi có thể thấy là cậu ấy buồn khi mà nhìn vào mắt của cậu ấy. Cậu biết không, Mochizuki? Cậu thực sự làm tôi lo lắng rồi đấy. Cậu có bị BD không?
Tại sao? イケメンのくせに友達思いのいいやつとか。Cậu đẹp trai thế mà vẫn phải trông chừng những người anh em của mình á. 俺らの立場がねえじゃん。Cậu đã quá hoàn hảo rồi. Giờ chúng ta phải làm gì với gã này giờ sao nè? Dù sao thì tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà tôi đoán là Rory cũng không đôi lúc cũng sẽ bị gặp những cái rắc rối thất vọng tí. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, chưa ai nói là tuổi thiếu niên là dễ dàng cả. Hãy để cho cậu ấy một chút không gian riêng đi. Nhưng mà Sam và cậu ấy sống cùng ký túc xá phải không? Sana cũng đã giúp tôi rất nhiều, có lẽ là tôi vẫn còn đang ủ rũ nếu mà không có Sana đấy. Nhưng mà đừng lo, tôi chắc là Rory cũng sẽ phục hồi nhanh thôi. Thôi, nếu mà không còn gì nữa thì thỉnh thoảng đưa cậu ấy đi hát karaoke cũng hay đấy. Tôi sẽ cho cậu biết cách. Ok, cảm ơn Tomotika nhé. Ôi trời ơi, tới lúc rồi, tới đây phải quay về làm việc thôi. Thậm chí là tôi không được ăn miếng nào nữa cơ. Nói nhiều quá. Mất gia đình với mất được bạn thân buồn. Ờ, tội nghiệp chung bay thật. Ôi, tôi không nghĩ là tôi có thể ăn nhiều đến thế. Chắc là tôi phải xin họp mang về rồi. Chắc là cậu ấy nói đúng, Junpei sẽ sớm trở lại con người vui vẻ của cậu ấy. Đặc biệt là khi mà có cậu ở bên, cậu là người bạn thân nhất của cậu ấy mà phải không? Ừ, kể cậu cũng vậy mà. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp đỡ. Nhưng mà tôi phải thừa nhận là tôi có hơi ghen tị. Tôi chưa bao giờ có một bạn thân như vậy trước đây à. Trước đây ư? Nhưng mà bây giờ thì sao ta? Ờ, xin lỗi nha, đừng có để ý tôi. Nhưng mà nhìn thấy Junpei như vậy làm tôi cũng lo lắng cho cậu nữa. Tôi đoán là cậu đã rất tốt rồi. Chỉ là tôi không thích thôi. Tôi không thích phải nhìn thấy cậu. Tôi không thích bạn bè tôi phải trải qua đau đớn cho tôi. Nên tôi tình nguyện là người nằm dưới. Tôi tình nguyện máu em. Tôi tình nguyện bị đâm. Xin lỗi, tôi không có ý kéo dài câu chuyện lâu như vậy đâu. Gặp cậu sau nhé, bye bye. Junpei mất vợ ơi, Junpei quá vợ ơi. Junpei quá vợ ơi. Không biết là Chidori, tại vì Chidori nó sử dụng sức mạnh của Mosana quá nè, phản thể hả ta? Thôi giống mấy phim Trung Quốc vậy ta. Kiểu thần tiên xuống dưới trần gian xong mình phản thể vậy á. Junpei vẫn chưa khỏe lắm cho nên là mình hơi lo lắng về Junpei. Sau tất cả những gì mà cậu ấy trải qua thì tôi có thể hiểu tại sao cậu ấy lại cảm thấy chán nản như vậy. Tuần này cậu ấy đã thực sự gặp may rồi đấy. Không có ai nhận ra được là cậu ấy đã nghỉ vài ngày vì mọi người đều đang tham gia trải nghiệm nghề nghiệp. Tôi mong là cậu ấy sẽ cảm thấy tốt hơn một tí. Nhưng mà em sẽ đánh bại tụi tre gà đó. Em không thể nào để tụi nó lộng hành như vậy được. Chỉ biết em cảm thấy như thế nào. Nhưng mà đây không phải là chuyện mà em có thể tự mình làm được đâu. Em biết ạ. Khổ. Chó à? Chạy lông chó nè. Chạy lông chó, chắc là chạy lông chó à. Sắp tháng 12 nữa rồi, mọi người lại sắp có thêm drama nè. Cáu, cáu. Có kiểu mới rồi nè. Auto Masukunda giảm chính xác né tránh của địch trong 3 turn khi mà trận chiến bắt đầu. Ngon nữa. Ôi tuyệt vời. Yoriku nói là Aki ngu chứ mà hả? Tôi nói rồi nè. Em nói rồi nè. Nãy đi. Đố anh tôi lại được cái đạn mà em nói Aki ngu á. Nhưng không, thật sự là em chưa nói cho nên em không nhận. Nhưng mà thật ra chửi Aki ngu thì ngày nào cũng đã chửi. Ê, sao bét này, các người mất tích rồi nè. Thôi, có người mất tích rồi, Tartarus. Vậy là bây giờ tối nay mình đi Tartarus được rồi đúng không? Hôm nay 28 rồi. 28 là người cuối cùng đúng không? Tháng này chỉ có một người đúng không?
Misuru, Zuko, Fuka. Mà em bảo là Junpei như thế mà còn đâu. Em bảo là Junpei nó ngu như thế mà nó còn có vợ. Nó tấu hài như thế mà còn có vợ. Còn trong khi thằng Akihiko lại chả có đứa nào, đúng không? Em gì có? Anh em lại bắt đầu quẩn tuổi đấy. Hôm nay mà đi với Misuru thì cũng được. Nhưng mà tại vì hai con này cũng năng cao mà sắp hẹn hò mình nữa, cho nên là mình ưu tiên phu cà chứ. Có priority không? Ờ có. Misuru thì tới bao giờ ta? Tới tháng 1 thì chắc còn nhiều thời gian cơ Misuru á mọi người. I think so. Tôi sợ là không kịp ấy, còn tháng 12 nữa đúng không? Tháng 12 là ít nhất phải được mấy đứa nè. Còn tháng 1 nữa. Tháng 1 là mở thêm, bắt đầu mở thêm Aegis. Cũng hơi quăng ấy. Thôi, đi. Anh hỏi thật là Aki có ngu thật không hỏi? Cái này Aki trả lời chứ. Còn em chỉ biết Aki cô thôi, hiểu không? Làm ơn đừng có cười em nhé. Có một ngày thì em đã cho Yukari ăn thử món mà em vừa mới làm á. Và cô ấy rất là thích nó, cô ấy đã ăn hết cơ. Em đã nói là cô ấy rằng là đừng... Đây là để mà đáp lại sự ưu ái với mọi người dành cho em. Nhưng mà cô ấy thực sự rất bối rối và hỏi đây là ân huệ gì. Có vẻ như cô ấy không hiểu em đang nói gì, cho nên em đã kể cho cô ấy nghe toàn bộ câu chuyện. Và khi mà em nói xong thì cô ấy lại bật cười. Cô ấy bảo với em là không cần phải làm chuyện như thế này đâu. Cô ấy nói là khi là bạn bè thì không cần phải làm gì để gì cả. Cô ấy nói đúng rồi đấy. Em đã rất tiêu cực trong suốt thời gian qua. Em cảm thấy mình cần phải có ích để mà thuộc về nơi này. Thậm chí là em không hề đúng chút nào. Đó chỉ là tất cả những gì mà em tự nói với bản thân thôi. Em đã bị nỗi sợ hãi làm cho mù quáng. Nhưng hiểu được điều này khiến em nhận ra điều mình thực sự muốn làm. Em luôn đền đáp mọi người những gì mà họ đã làm cho em. Nhưng mà lý do thực sự đơn giản hơn rất nhiều. Anh có nghe em nói không? Thông thường thì em sẽ hỏi ý kiến của anh cách tốt nhất để làm việc này như thế nào, nhưng mà em muốn anh ở bên cạnh em Sana. Anh ở đây. Em muốn ở bên cạnh anh mãi mãi. Anh ở đây. Anh cũng cảm thấy giống như vậy. Em mong là anh hiểu ý của em. Bây giờ mình phải chọn cẩn thận nè. Bây giờ sẽ có mối, mình đã có một mối quan hệ rất đặc biệt với những người khác rồi. Ý nghe nó kêu là mình đang bắt cá nhiều tay quá rồi. Thôi đớp luôn đi. Dù sao mình đã đớp hai con thì đớp thêm một con để có gì đâu. Anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi hết em ạ. Chắc là không mắc hết được đâu hả? Chủ yếu là ưu tiên mấy đứa trong BT hả? Ok. Cho dù chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh nè. Chỉ cần có anh thôi Sana. Em cảm thấy mình có thể giải quyết được mọi việc đấy. Em cũng yêu anh. Fuka lại có tình cảm với mình. Cho nên bây giờ mình có một mối quan hệ đặc biệt với Fuka. Nè, đớp hết rồi mọi người ạ. Quang nè là lăng 10 bé rồi. Rồi xong, tới lúc rồi. Về thôi, vậy là qua lăng 10 mình sẽ được chui vào phòng nó. Anh có nghĩ là mình có thể tiếp tục nói chuyện lâu hơn một tí không? Được. Về phòng em nói chuyện. Anh cũng yêu em. Úi giời. Cứ gái dễ nhận. Ơ, chung đây trở lại nè. Cố gắng ngẩng cao đầu nhé Junpei.
cố gắng buông lên đi. Tôi biết mà. Nhưng mà các cậu muốn gì? Đây, cái này từ bệnh viện gửi về. Đây là quyển phác thảo của Chidori mà. Họ đã tìm thấy nó khi mà đang phân loại đồ đạc của cô ấy. Tôi biết là tôi phải thoát ra khỏi chuyện này nhưng mà khó quá đi. Cố lên Junpei. Này Junpei, tôi có thể xem qua được không? Dù sao thì cậu cũng có thể sẽ không hiểu được những bức vẽ của cô ấy đâu. Cái quái gì này? Ôi, thật sự đẹp quá đi. Ôi, tuyệt vời quá. Ôi, ai mà không hiểu một bản vẽ như thế này cơ chứ? Cái gì á? Mẹ Junpei này. Đây là một bức chân dung rất là chi tiết về Junpei này. Chidori, tội nghiệp quá quá bà ơi. Junpei. Giống như là cô ấy đang bảo tôi là đừng có ủ rũ nữa vậy. Junpei cưng. Cái con chó không biết gì cũng sủa vô nữa chứ. Đúng là đồ chó. Đúng rồi đi cơ. Tôi sẽ phải chiến đấu để mà thoát khỏi cái giờ khắc đen tối. Tôi xin lỗi về tất cả những gì tôi đã gắt giọng với cậu. Tôi vẫn ghét phải thừa nhận nhưng mà tôi phải trông cậy về cậu à. Tôi hiểu mà. Có thêm kỹ năng mới này. Trời ơi, vừa gây đem sát thương lửa lên một kẻ địch bỏ qua kháng cự mà còn phục hồi toàn bộ HP cho người sử dụng Persona nữa chứ. Ghê à? Junpei, đúng là sự kết hợp giữa healing và đem. Tất cả bạn bè của tôi đều đang cười trong nước mắt. Tôi cảm thấy muốn liên hệ mạnh mẽ đối với họ. Tăng răng của Si. Răng chín này nè. Răng đồ ngu. Chơi game biết bao nhiêu lần đến giờ vẫn suy nghĩ hả? Ủa vậy là không trúng được Chidori ở Chidori xanh cỏ rồi. Hai cái cô của tôi lấy rồi nè. Xanh cỏ rồi mọi người. Ai đây? Bây giờ có người lạc vào trong Tartarus cho nên mình phải đi cứu. Đi cứu Tartarus thôi mọi người, hôm nay cũng không có gì làm mà Aki thì tôi mắc cái phim rồi. Aki thì tôi mắc phim rồi. Đây Fuka. Này nhanh ơi, nay chị đi vô lượm người mất tích thần ạ. Ủa mạnh như xích phây vậy hả? Xích phây còn không tự hồi máu nữa cơ. Thuôn bay còn tự hồi máu nữa cơ. Hồi nãy nó nói 168 đúng không? Tanoshimi. 173 và 178. À có một vị khác ở tầng 168 nữa, mình sẽ đi 168 chứ. 168 chắc là con mèo. À từ từ, đợt trước là Misuru. Mình đang tăng level Misuru mà đúng không? Đây, cho Misuru với lại Junpei đúng không ta? Đây cho quên Junpei đang buồn không đi được. Misuru thì đi bộ, Junpei thì đang thôi, cho nó nghỉ ngơi đi. 168. Ôi đi 161 rồi 168 nữa đi. Misuru có giảm bếp ngon, chó thì giảm toàn bộ thuộc tính có một mục tiêu à. Ủa chó thì có kill của rip mà ta. Hay là tôi bỏ cái kill kia của chó rồi. Junpei không đem đi được. Misuru thì đem được hơn Junpei. Chắc là nó đang u sầu gì á rồi không đem được.
cái lốc này nhìn còn đỡ nhức mắt hơn cái lốc kia. Shadow Hacker. Shadow Hacker đó. Lai xì tôn. Kuro đâu? Kuro còn revolution càng. Revolution là càng revolution có chừng vẫn giữ mà. Tôi vẫn xài luôn á. Shadow ka. Đâu rồi? Lại mua nát đi lấy đồ. Túi cái gì có được đánh giá gì không? Đi câu hỏi đánh giá gì là sao? Giết thử một con Shadow đỏ để tăng cấp cho mình. Đây. Ủa, nguyên con lỏ lè luôn hả? Con này sợ cái gì ta? Let's do it. Chết rồi. Áo. Revolution quan trọng gì? Kêu quan trọng nhất của cháu là Delay Bitay giảm toàn thuộc tính rồi. Nhưng mà hình như chưa có đúng không? chưa có. Phải lên level cao. Yes. Rồi, lên level ấy. Đấm Reaper đi hả? Làm sao mà đấm nổi? Giờ đấm Reaper lâu quá mọi người ạ. Tôi nghĩ là phải lên cái lốc cuối cùng rồi tôi mới bắt đầu đi đấm Reaper được. Giờ tôi mới đang ở cái lốc kế cuối mà. Ngoài bảo ai boost hả? Ủa? Free boost với ai boost tưởng là nó stuck chứ. Ôi hả? Không biết. Nhưng mà lấy lại được mà không sao? Vì sao mình lấy lại được mà? Ờ, có thể vào Bluevi để điều chỉnh sắp xếp kill mà. Không sao, không sao. 3k thôi, không sao. Bây giờ 3k thì ngu. Đúng kiểu 3k luôn mọi người, 3k. Tầng này tầng mấy ta? 164 ok. Em bước tầng 25 về MP thì tăng khả năng nóng băng ngủ vậy hả? Sorry. Tại tôi tưởng là nó không xì tắt chứ. Persona. Có thì có, phía kia thì đánh hơi lâu thật hả? Úi dồi, nó đâm cho tớ đến luôn. Im đi đâu. Wow. 168 đúng không? Bản này mấy cái kêu bị động stuck hết là thường mấy cái ông nào. Ủa vậy hả? Không biết, tôi tưởng nó không tắt nên là tôi bỏ. Trời ơi, tụi cũng thế. Chứ vậy, tiếp khi bỏ tôi hỏi đi chứ. Đợi mất câu tốn 3k thì bỏ. Ơ, đè ơi, mẹ. Úi dồi. Úi dồi.
ここはペルサ。もうピッピーヘッド。ほう。終了。よし。お疲れ様でした。Bây giờ mê mải quá rồi ngựa. Mê thế này chắc gì lại bốc hơi. では、探索を続けよう。あれ、宝箱？Đây, sao vậy? Đâu? Yoshi, 次だ。頼むぞ。Mà cháu đâu giờ mới có chiêu đó. 強敵がいる。Level mấy? 心してかかろう。どうする？チークフリード。Mày mưa cả quá. Combat 終了. Yes. Chết rồi, vậy còn lâu giờ mới mê năm mấy rồi, hai mấy level nữa ấy. Rồi đi. Nani, nani. Koro-chan đã kêu phát hiện ra. Thôi, tầng này sẽ có một con mèo bị mất tích. Nghe con đỏ kìa. Giờ ưu tiên đập con đỏ đi chứ tầng này level tụi nó thấp lắm, đập cũng không lên được nhiều XP. Tốn thời gian. 77 rồi nữa. Ngoài nồi. Ừ, bây giờ chờ đợi chuyên bay thì cho nó lên level luôn. Mì gọt là xô lì đà. Lấy em mèo đây. Xoay lại bắt mình. Hai thanh. Rồi bây giờ người mất tích ở tầng mấy? Có khi đi. Khi hai người. 173 và 178. Sore de wa. 173 và 178. À, thằng này chém nhiều quá mất hết máu luôn đâu chứ. 173 và 178 thì mình để đi 171 này. Là qua block mới luôn. Cái này không đi lùi nữa, chỉ có đi tới thôi. Rất là mất hết. Cái lốc này nhúc mắt thật sự luôn. Tại sao nó lại làm cái mốc màu mẻ như thế này? Nó hò ní. Nè, tao có lắp không sao nữa. Nhìn đau đầu thật sự luôn á. Shadow hát kia. Tốt nè. Đây, 173 có, 174. Koro-chan, onegai ne. Đây, con đỏ đây. Xong đi đấm shipper. Bây giờ chả quan tâm nó sợ gì nữa, cứ chém thôi. Mày shipper. Con kia vừa nói Ripper. Con quỷ này vừa nói Ripper. ここはこれで một hit. Ơ chưa đi nữa à? À nhưng mà clip. Cục này cứng. Nó bỏ cái gì giờ ta? Virus Fred thì chật thì ổng còn đâu nhở? Gây đem độc. Sâu ship à?
con chó đi thám thính lửa ấy. Để mình đang đâu cần đi thám tá, cần đi lên tầng trên. Ok. Ngon lành. Tuyệt vời. Sư gái. Ủa con mua này. Đây mua nét đây. Ủa bây giờ đi này nhanh thật chứ. Chỉ còn chém thôi, không không cần biết điểm yếu là gì đâu quá. Tuyệt vời. Cứ kiểu như con xích phây nó nằm ở mid game nhưng mà nó lại là mặt. Mẹ nó hồi. Chết. Thủ ơi, một ta tán. Mà đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời gần 2k đấy mọi người ạ. 1k8 đâu ngon lắm. Tăng level sức bay đi. 62 liền. お疲れ様です. Thôi, phần này cũng không có người mất tích. Ok, quên mất ở dưới kia có cái hầm. Ồ, con này này, là không được để mít nó này. Nè, sao thế chả biết nó đi đâu luôn á. Thôi, đuổi theo thôi. Ơ à, bây giờ mình có thể tìm nhờ con Puka tìm. Puka có kêu tìm rồi nè mọi người. Tôi đang sẽ chỉ đường cho cậu cho nên là hãy đi theo cái xa đâu vào ngõ cục bên trái. Rồi bây giờ rẽ trái ở đó, cậu đang gần tới rồi. Được rồi, đi thẳng từ đây. Ô, vậy là bây giờ mình đâu phải về đáy mò nữa đâu. Con Puka nó có cái chiêu quét này ngon phải rồi mà bữa giờ nó không dùng. Dạ được rồi. Ôi sợ hơn. Ồ tiếc kìa, nãy tôi xài cái chiêu kia mất rồi. Mà té xin à. Ủa ôi à, kêu mới có hôm trước luôn. Ngon lành. Mà bây giờ tôi mới gặp lại con này. Giờ tôi mới là người tên sử dụng. Trời ơi, đập xong con này à. Yes ta. Tuyệt vời, ôi mấy khoác một đống đồ luôn cả 13.000. Wow. Nó đi ở đây nó lụm hết đồ mọi người ạ. Nó đi nguyên cái tầng này nó lượm hết đồ. À, người mất tích đây. Ano. Tsukare wa nai na. Iko. Kono-chan mi sợ tôi. Inshou da. Nhìn cái xe đấu sợ mình nhìn hèn dễ men luôn. Kyoufu na. Tashika ni bukimi na tokoro bakkari da. Còn ai nữa không? Có khi ghi. Xong cái nhiệm vụ này nè. Sự badass sẽ ở lại em. Cái hai ngày. Ờ, 194 và 197. Số đấy đẹp. Ano. 194 và 197 hay. Thủ 13k. Tuyệt vời.
tiền là số 1 mọi người ạ. Đang thiếu tiền để phu á, thật ra là tiền xài cái kia không nhiều bằng tiền để phu persona đâu. Tốn tiền nhẹ nhàng như cái phu ấy. Đáng lên một level nữa để mình lấy con Alice này. Chứ là level này mình phải đánh boss hay gì nó lên cho nhanh, chứ đánh mấy con này lên chậm thì đánh mấy con đỏ đỏ ấy. Limona. あれは希少なシャドウだ。逃してはね。ね、さあ、練る。ペペペペ。集中して狙いましょう。はあ。チークフリード。 Nó kháng mà nó còn chết nữa mọi người. Ừ, tay vàng hồi nãy là nó tăng cho tôi thẳng một level luôn mà mọi người. Nãy đang 66 hay là 67 luôn. Con tay vàng lớn. Một là đánh con đỏ, hai là đánh con tay vàng. Chứ đánh con này tốn thời gian mà ít beam được nhiều. Nó cạn đường tôi nãy giờ. Thôi, đi cạy này nhanh quá mọi người. Ngon. Xếp quà men thôi. Chico Lido. Thôi, nhanh không tưởng không? Easy. Ừ, trừ khi là con nó kháng chém thì may ra nó mới thế thôi. Nhưng mà lại đa số nhanh không tưởng luôn. いい感じだったね。 階段だ. Mọi người bị mất tích đâu? Đây. あの気をつけて進んでこ. Shadow がいる. あ、そうだ. 帰ったらコロちゃんの服洗ってあげないと. ね, だからば. あ、階段。コロね. Clip bỏ khoe kháng trừ khi có kháng chém nữa thì clip cũng luôn đánh xuyên đó. Nhưng mà clip thì lâu lâu mới có thì đúng không? Tại vì đánh thường xuyên thì không thấy nó clip thì nhiều lắm. Có khi đen vô. Ôi, hết người bị mất tích rồi đó. Sô đẹp. Đây, vô đây phu. Trước khi phu thì đăng ký level mới cho con Shitbrai nha. Yêu cơ sở Velvet Room. con này sexy còn hơn sức bút nữa mọi người ạ. Ghê hả? Con sai le le nữa. Con này nhìn nột còn hơn con sức bút nữa. Nào đi. Con này đúng là nên làm sức bút của Lilith thì hợp lý hơn.
của Spellcaster. Giảm lượng ấy, cái này cũng quan trọng nữa. Bỏ kêu đặng, bỏ me he me đi hả? Ồ bây giờ tôi mới đọc được. Ok, thì bỏ kêu đặng đi. Để con này nó là tăng like mà. Giờ mới đọc được, trễ quá, dễ quá. Sao đi đi. Nghe chưa ghép được Elite nữa. Quên. Tôi tưởng là cái mè nó cao hơn cái kia. Nhưng mà như cái kêu kia tôi có kia kẹt mà chứ. Đọc lại. Rồi. Đúng ra là nếu mà anh em cày ấy, anh em có thể đi cho tới sạch SP thôi. Tại vì series này đã quá dài rồi. Tôi cũng muốn biết câu chuyện tiếp theo ra sao. Hôm nay chủ nhật. Lại hàng BD. Dạ đi BD cũng được. Con thằng đó thôi. Dù sao chủ nhật tôi không mua. Ê chết, quên mua đĩa CD rồi. Quên mua chương trình TV. Từ từ. Tự nhiên quên mua TV. Nani. Cái phép à. Lỡ tay bấm mèo mọi người. Mà thấy cái này network nó ngoại trừ cái việc mà trả lời câu hỏi lúc mà học ra thì cũng không có tác dụng gì nhiều nhỉ. Nhưng mà network là tôi có thể mượn được persona của bạn tôi mà mang vô đây đi. Ngon. Nhưng mà như vậy thì nó bát bát. Mượn persona nhưng mà level của mình thì hợp lý. Otsukaresama. Tâm tâm. Nên là ngày 29 à. Thôi từ từ thằng BD sao đi. BD chơi gay xong. Mua đó nè. Trước còn có Meja, còn có thằng Sinh. Bây giờ cả hai người đều mất rồi. Cái càng ngày ông này cái bán đồ càng mắc. Ông này có biết là tôi là khách quen của ông ta. Hôm nay đi với ai ta? Còn ngoài trừ thằng BD là còn thằng đây, thằng Sita. Sita đang 8 rồi. Cái bếp này đi. Dỡ xí. Leno, suy sen ga kakatte ta shi. Ờ, vậy là cuộc gặp gỡ quan trọng cho học mục đó kêu vào ngày hôm qua đấy. Cậu có thắng không à? Chắc là hỏi cậu có thắng không chứ hỏi cậu lưu là coi như là ấy ơi. Đi cầu nguyện ở đền nếu mà không còn còn người còn nhiều lắm. Ơ cảm ơn Lấp Du. Cảm ơn Lấp Du. Chúc mừng Phùng Duy Khiêm đã nhận được nhé. Một một. Cảm ơn Lấp Du nhiều. Này, cậu nghiêm túc hỏi tôi về điều này ư? Trời, tất nhiên là tôi giành được vị trí đầu tiên thôi. Wow Rally thì có thể là không tin tưởng nó lắm. Cho nên tôi nghĩ là câu 2. Cái này tôi chắc là câu 2. Tại vì câu Wow Rally kiểu như không ở. Đúng rồi câu 2. Ừ, cậu đang mong đợi điều gì vậy? Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cậu nhé.
có nghĩa là thực sự đã kết thúc rồi. Ý tôi là đường đua ấy, cũng những cái cuộc đua của tôi. Ôi, bây giờ lại khiến lòng tôi cảm thấy trống rỗng nữa rồi. Bây giờ cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ bỏ chạy phải không? Chắc là câu 1 rồi. Cậu sẽ bỏ chạy, thằng này nó đam mê chạy lắm, cho nên tôi nghĩ là câu 1. Ai thân sau? Anything à? Tôi nghĩ là tôi sẽ tìm một công việc nào đó. Vậy là nó bỏ chạy thật à? Nghe có vẻ là không kịch tính lắm, nhưng mà tôi muốn làm để mà bảo vệ gia đình tôi. Tôi cũng biết ở đâu đó bố tôi có mối quan hệ ở một nhà máy ô tô, cho nên tôi sẽ nộp đơn vào nó. Thôi vậy là thằng này bỏ chạy rồi à? Sita tội nghiệp vậy. Này có tài nhưng mà không có điều kiện. Nhưng mà nó ở khá xa nơi đây đi. Thôi cứ tiếp tục ăn thêm mì đi. Cảm ơn nhé, đừng có tự ép mình một. Cứ ăn bao nhiêu tùy ý cậu đi, ăn nhiều vào. Cậu đã giúp tôi tìm ra rất nhiều thứ, cậu biết không? Tôi luôn đổ lỗi cho trường học hoặc là gia đình về mọi chuyện. Tôi đã sử dụng như là một lối thoát để mà trốn tránh trách nhiệm của chính bản thân tôi. Tôi thực sự rất là may mắn khi mà được gặp cậu. Nếu mà không gặp cậu thì tôi sẽ bị mắc kẹt ở cái hố đó mãi. Tôi sẽ không bao giờ quên được. Hayase đã quyết định mở lòng, cảm thấy thanh hơn. Quá, quá. Răng chín á, mọi người còn một răng nữa là tôi mắc răng. Nhưng mà thằng này phải bỏ ấy và đi xa để làm việc thì cũng hơi buồn. Tôi tưởng là thằng này sẽ trở thành một ngôi sao gì đó, nhưng mà không ngờ là nó thành công, nhưng mà cuối cùng nó cũng bị đường đời đè bẹp. Tôi phải bắt đầu đóng gói hành lý rồi, có là nhiều lời tạm biệt để mà nói, nhưng mà tôi không đủ thời gian nữa rồi. Chúng ta đang ăn chút gì đó sau giờ học thôi. Có ai biết được là chúng ta có cơ hội trò chuyện sau cùng không? Ramen rất là ngon cho nên không thể bỏ qua, phải không? Thôi. Chọn A2 thì nó lại bảo ông khiên tôi nghèo à? Ok. Có rồi, nó bảo vậy à? Nhưng mà thằng này nó được ăn miễn phí mà, nó nghèo thật mà. Thằng này nó được ăn miễn phí thôi. Ôi, lại sắp full moon rồi, bây giờ là sẽ có sự kiện gì đây ta? Full moon sắp tới rồi. Thằng này sẽ gain new ability ngày hôm nay này. Gain. Tự nhiên nhớ Chihiro hả ngẫm ơi. Xanh cỏ rồi, xanh cỏ rồi. Ngồi yên mãi đẹp rồi. Mới còn biết còn nôi mà đi uống trà. Chưa thấy thằng ông cụ già nào như vậy. Ôi, tự động hồi phục 10 FP mỗi lượt trong trận chiến. What the hell? Mẹ kêu ra hắc vải nó thôi. Nani? Siêu búp đây ơi. Ủa, uống cà phê hay trà ta? Nhưng mà hai thứ đều là uống củ non. Đây, đúng là nữ anh hùng tuyệt vời Murasaki Noe. Cô ấy đã biết cô ấy được biết là một người phụ nữ lý tưởng của thời Heian ấy, vẻ đẹp tinh túy của người Heian. Ôi, nói về cô ta thì đây là câu chuyện, câu hỏi dành cho các cậu. Ở trong chuyện cái câu chuyện Gen Z ấy, thì Murasaki Noe được miêu tả là người phụ nữ thuộc tầng lớp cao nhất về không, người phụ nữ được đánh giá cao nhất về ngoại hình, trí thông minh và tính cách. Ở trong bài thơ, tập thơ của Gen Z thì nhân vật chính gửi cho cô ấy thì anh ấy đã so sánh cô ấy với cái gì? Ok, với hoa anh đào. Thôi, chắc là câu hỏi dễ nhỉ. Có nghĩa là hình ảnh xinh đẹp, hình ảnh cô ấy xinh đẹp như hoa anh đào sẽ không bao giờ rời khỏi tâm trí anh. Trời ơi, thật là tinh tế, so với họ thì các cậu chẳng có gì ngoại ở kìa. Ông sẽ nhận học sinh của ông ấy à?
vẫn cứ tốn 40 SP để bóp full máu. Yukari mất có 10 à? Ờ à, vậy là mất 30, mỗi tên mất 30 thay vì mất 40. Vậy Yukari là siêu bóp rồi mà. Mình đang 7, như là Fuka hôm nay là đang cuối. Fuka chắc là Fuka. Không còn gì ngoài Fuka nữa. Đây, răng cuối cùng sẽ được vô phòng em ấy rồi nha. Tuyệt vời. Đây, răng cuối cùng mình đi vô phòng Fuka thôi. Trời ơi, đây là giờ phút anh em mong đợi cũng đã đến. Ủa, không vô phòng á? Ơ kìa, đăng bô nè. No. Thì là hôm qua, hôm kia xui rồi, không đủ tăng răng. Cái nhỏ. Chào mừng quay về Sanakun. Cậu trễ rồi đấy. Ryoji đang tính lên đi rồi. À, chào cậu nhé. Cậu lạnh lùng nhỉ? Có lạnh không? Hy vọng là cậu không bị cảm lạnh. Cậu biết không, tôi ghé qua đây khá thường xuyên. Thật kỳ lạ là chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Thôi bây giờ tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại nhé. Bye. Bye bye. Đó là Ryoji phải không? Ừ, cậu ấy nói là cậu ấy phải về nhà. Nhưng mà tại sao cậu ấy lại ở đây? Để gặp Junpei, họ lại chơi với nhau rất nhiều kể từ khi mà chuyển trường tới đây. Nhưng mà luật là du khách không được phép vào đây mà. Ơi, nhưng mà Kirizo cũng đã nói là ổn thôi, miễn là không có ở lại muộn quá là được. Tôi không nghĩ là có gì phải lo lắng ở đây đâu. Không, hắn ta rất nguy hiểm. Nguy hiểm á, Ryoji. Thôi nào, nghĩ lại thì cậu ấy lại có tình cảm với Mitsuru ngay từ lần đầu gặp cô ấy cơ nè. Nhưng mà cậu ấy thực sự là giúp cậu vui lên nhiều đấy Junpei ạ. Ôi trời ơi, chẳng ít gì khi nhớ mãi về quá khứ đâu phải không? Sẽ không thay đổi được cái gì cả. Đúng vậy. À, Ai-chan có chuyện gì ạ? Ai-chan? Ồ, tên hay vậy, dễ thương vậy, Ai-chan, Ai-chan. Không, tôi ổn thôi, chỉ là tôi ghen tị với cậu đấy Junpei. Tôi chỉ là một cỗ máy cho nên là không hiểu được cái cảm giác sống. Thật đó. Nhưng mà trong cậu cũng không có vẻ gì khác á. Trong trường hợp của tôi thì chính xác hơn tôi nói là tôi đang hoạt động chứ không phải là tôi cần sống. Có những lúc tôi chẳng gặp trục trặc nhưng là tôi luôn có thể sửa được. Tất cả chúng tôi đều giống cậu thì chúng tôi sẽ không bao giờ lo lắng về cái chết cả nhỉ. Ôi mà trời ơi, không còn thời gian nữa đâu, tôi còn núi bài tập ở nhà, tôi phải làm cơ. Trời ơi, phục vụ tôi, trời, tại sao tôi lại lừa biến chứ? Thôi, than bạn cũng vỡ thôi. Junpei ơi, cố tình học tập á. Trời ơi, điện lực cuối cùng đã đóng băng rồi. Trời ơi, không ngờ Junpei lại chủ động đi học cơ. Nani? Món quà của cuộc sống không phải là thứ mà tôi nên sở hữu. Một vũ khí sẽ khó sử dụng hơn nhiều khi mà nó sống. Nhưng tôi nên tìm hiểu khái niệm về sự mất mát nhiều hơn. Nico, ý nghĩ về điều đó xảy ra với tôi, nó khiến cho tôi cứ nghĩ về điều đó sẽ xảy ra với cậu, nó khiến cho em. Đừng lo cho tôi, tao còn trẻ mà mày ngừng cười gì, nghĩ tao đã chết rồi. Hiểu rồi. Cậu rất là đặc biệt đối với tôi. Tôi không thể giải thích lý do tại sao nhưng tôi không bao giờ muốn xa cậu. Tôi muốn bảo vệ cậu bằng mọi giá, tôi muốn ở bên cậu. Tôi xin lỗi vì đã giữ cậu lại. Chắc là cậu đã mệt rồi. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian ngắn này cho nên là tôi sẽ đi quay về phòng. Chúc mừng ngon. Con robot thì hấp được gì ta? Thả là robot hình người đi nhưng mà bên trong của nó không phải hình người. Ryoji, Mochizuki, hắn ta rất là nguy hiểm. Hoặc là cảm giác bất an này là gì ta? Tôi là một cỗ máy cơ mà. Tôi không thể nào chết được cho nên là không có ai phải đau buồn vì tôi chứ. Tôi phải làm gì đó. Tôi không muốn thấy họ đau khổ nữa.
Chào mọi người, hôm nay chơi game gì đây hả? Nãy giờ nè. Hả ní? Misuru nè. Ken dù ở thời điểm nào cũng phèn nữa cả. Chúng ta còn nhỏ. Như vậy là đã quá giỏi rồi. Muốn chào với con này để gain ability. Ở quên, mình còn phải thay cho lại kêu của con này nữa chứ, quên. Nhớ, ability này tăng tỷ lệ chiến mẹ đối với những kẻ thù mà đang bị nhiễm bệnh gì đó khi mà Misuru ở trong cận chiến. Cũng ngáo. Misuru. Hầm. Bộ phòng của Misuru ngon vậy. Tôi mà được vô phòng này tôi hấp đó thì thôi. Xin lỗi vì đã gọi muộn thế này. Bây giờ thì về cái việc người mới đến ngày hôm nào ấy. Tôi muốn yêu cầu anh tiến hành kiểm tra đầy đủ cho tôi. Nếu mà có thấy bất kỳ đặc biệt nào thì chúng tôi có thể xác định được gia đình của cô ta và cũng tôi không thể nào không nghĩ rằng nhóm Kirizo có mối liên hệ gì đó với Strega được. Hãy xem xét điều này đi. Tôi nghĩ là sẽ thiếu tôn trọng khi mà che giấu cái chết của cô ấy với danh nghĩa là tai nạn. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cái gì cơ? Anh nói gì? Chuyển hóa cơ thể. Cơ thể chuyển hóa là sao? Nhưng mà theo kết quả xét nghiệm tử thi thì chắc chắn là cô ấy đã được rồi. Xin lỗi nhưng mà xin vui lòng giữ bí mật điều này cho tới khi chúng ta tìm hiểu thêm nhé. Nếu như có thay đổi khác thì ok được rồi. Ủa? Ủa? Chuyện gì xảy ra vậy? Ủa? Khám nghiệm tử thi chuyển hóa là sao? Xác sống à? Zombie à? Bây giờ mình phải chờ xem chuyện gì xảy ra. Nani? Chidori? Nhưng mà tử thi có vấn đề. Hồi qua tháng 12 anh em ạ. Ủa nhanh quá. Ủa nhanh không tưởng, chưa gì đã qua tháng 12 à. Tự nhiên bị lắc cái chat nó không hiện lên. Ryoji cũng hành động rất là kỳ lạ. Mình nên đi tới phòng nhạc để coi. Vậy hôm nay phải đi với Ryoji rồi. Anh em chờ tôi tí nha. Tôi đi lấy hình nước nè. Tôi đi với Ryoji.
gọi mọi người, tôi tính là tí nữa ăn nhưng mà đói quá chịu nổi cho nên là phải mất ba thôi. Gì? Đây. Ok, let's go. Ủa, sao tự nhiên tôi bật cái khung này ta? Con mèo nó vừa nhảy lên đây đúng không? Hôm nay đi với TOG đúng không? Này TOG. Vừa mới nghe cái tiếng chat message à. Cái message nó hiện lên thường xuyên mà. Bên team Mimo ấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đi với TOG. Không nhạc. Thằng này không biết đàn đâu mọi người, nó chỉ biết đàn con nít thôi. Yeah, arigato. Cảm ơn mày đã đến đây. Cậu có cảm gì không tốt à? Đúng rồi, hôm nay tôi đã vắng mặt. Demo daijoubu. Không hẳn là như vậy. Chỉ là... Nan daro. Làm sao mà... Như vậy đột nhiên tôi có cảm giác như mình sắp hết thời gian rồi. Kimi ni aitaku natta. Tôi cảm thấy kimi to hanashi o shinakya. Muốn gặp cậu và tôi phải nói chuyện với cậu. Demo nani o hanaseba ii no ka jibun demo yoku wakaranai. Tôi cũng không chắc là tôi muốn nói gì với cậu bây giờ nữa. Dakara kyou wa tôi chỉ đoán là hôm nay tôi muốn nói là cảm ơn cậu mà thôi. Cảm ơn gì? Kimi to atte kara sonna ni jikan ga tatte nai kedo. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Kimi to kakawaru koto de. Nhưng mà tôi cảm thấy như mình học được rất nhiều khi mà ở bên cạnh cậu. Sono ore sa. Chỉ là tôi muốn cảm ơn cậu vì điều đó mà thôi. 学校や街を歩いて君や君の周りにいる人とも話をして一緒に旅にも行けた。一緒に旅にも行けた。また、新しいものに触れたり、できることが増えたりするのは、おはいばい。 Giống như thế này. Ủa vậy là lần đầu tiên nó đàn mình, nó lừa mình à? Lần đầu tiên nó đàn bài con nít. Nó bây giờ đàn hay vậy? Nani? Đùa. Gây cho chó chơi. Hèn chi gái nó bu. Mày cứ thấy tao ăn là mày nhảy lên thôi. Nhảy rồi không thấy đâu. Con mèo mất dạy. Mày thấy mặt mày mấy chạy chưa? Tại sao tao cứ mang đồ ăn lên mà mày nhảy lên? Bình thường thì mày ở đâu? Khi vui vẻ mày ở đâu? Mày chỉ đến bên tao khi có đồ ăn thôi đúng không? Nhím mép cái gì? Ờ vừa giỏi vừa đẹp trai nhưng mà thua. Đẹp trai thua men, tại men nó để tóc dài có che cái mặt đó thôi. Chứ bây giờ tôi nói thật, men mà để tóc kiểu vén lên, trời ơi chưa biết thằng nào đẹp hơn. Cậu học chơi khi nào vậy? Chắc chắn là sau chứ không? Tôi nghĩ là tôi muốn cậu nghe bài hát này mà thôi. Khi mà tôi nhìn thấy những cặp đôi ở Kyoto, rồi khi đến thăm các cậu ở ký túc xá, thì tôi nhận ra là xây dựng mối quan hệ với ai đó thực sự có ý nghĩa. Đó là cảm giác mà cùng nhau vượt qua điều gì đó và cùng bước tiếp. Ô thằng ai yêu lý cái gì? Cả hai bên cần phải đi đến sự hiểu nhau, thấu hiểu nhau. Đó là cái kết nối mà được thực hiện, phải không? Tôi muốn cậu biết rằng cậu rất là quan trọng đối với tớ đấy. Tớ biết tớ đã nói là muốn chúng ta làm bạn, nhưng mà thực sự tớ muốn trở thành cái gì đó hơn thế nữa. Cái gì vậy? Gây cấn thế? No. Còn cậu thì sao? I love you à? Tại sao cậu lại nói như vậy? Không có lựa chọn ai lấp vô ta. やっぱり自分でもよくわからない. Tôi thực sự không hiểu bản thân nữa. Nhưng mà tôi vô cả. Là anh đó, sao biết? ごめんなさい. Xin lỗi nha, em không có định làm phiền anh đâu. どうか通りかかったら... Em chỉ vừa đi nghe qua hành lang và nghe thấy ai đang chơi một bài hát piano thôi. Em muốn ghé qua để xem màn trình diễn. Ai là người vừa chơi vậy? Anh à, sao biết? Không, Ryuji.
Không phải tao. Ủa? Đâu rồi? Em đúng rồi, tại vì có thể là do em tưởng tượng nhưng mà... Em nghĩ là em vừa cảm nhận được Ryuji ở trong căn phòng này. Mẹ! Cậu ấy không ở cùng anh à? Mẹ! Sao mẹ? What? Chị mẹ vậy ban ngày à? Nó vừa tỏ tình ta xong nó biến mất rồi. Vừa đèn xong luôn. Fuka và mình rời khỏi phòng nhạc và về nhà. Nhưng mà giai điệu mà Ryuji chơi ở trên piano thì vẫn còn in sâu trong tâm trí mình. Nani? Đồ ăn của mẹ ta có ăn được đâu mà chữ tao mất ở đây. Ai nó không ăn được. Bây giờ mà tôi làm rớt một miếng tôm hay một miếng thịt gì đó đi, chờ nó đớp vô. Okay đi. À, ngày mai là full moon. Mày đi đi đâu ta? Ryuji là full cái nè này. Chắc là đi full ca á. Rồi, trồng cây với lại con Ryuji ngại vì nãy tao tình men nên mới biết mất rồi. À, nó chạy rồi. Chạy nhanh vậy. Quên đi nhận thưởng ở ông cảnh sát này chứ. Hello tí Lizen. Nhận thưởng ở ông cảnh sát nè. Quên. Kitaka. Ta. Tokoro de Leo. Yoku kita na. Yo Kim Tong. Dore da? Matome. Ah, hiki uketa. Hm? Mou ii no ka? Mata koi. Ghé chỗ này. Ủa, ghé chỗ này có mất một đêm của mình ta. Thôi ghé chỗ này mất một đêm thì để hôm sau mình đi. Ryuji phiên bạn nữ đã từng nói. Đã từng nói I love you phiên bạn nữ rồi. Tại sao phiên bạn nam nó không nói I love you why? Nó phân biệt nam nữ à. Thằng Ryuji bất dĩ á. Tôi muốn ở bên em dù em có giới tính gì đi nữa. Ủa có à? Tại sao phiên bản Nana nó không nói như vậy ta? Nó phân biệt giới tính mừng ạ. À? Rất cay. Nói vậy thôi mình đi trồng cây đi. Để hôm nào không có đứa nào thì mình đi cải tiệm biển xong. Ủa? ここ, 葉っぱに白い斑点が. Gì? Okay, tôi sẽ làm mọi thứ lại cả mọi người ý đó là ok thôi thoải mái đi mày là người máy mà tao có hút được gì mày đâu. Mà mod female cho reload cũng được làm khá khá rồi đó, cái đó là mod mà đâu phải bạn gốc đâu nên cũng chán lắm. Misuru này. Thằng này là mình đi ngày cuối là mắc này. Nhưng mà để chủ nhật đi. Chủ nhật vậy mình hết thằng chủ nhật rồi. Fuka hôm nay có không ta? Fuka. Fuka hôm nay có. Có Yuko. Thôi đi Misuru đi. Gái rồi mọi người, quan trọng nhất mọi người. Misuru là em bẹt đúng không? Được rồi. Vậy mình phải kiếm cái con nào nữ hoàng. Nữ hoàng tôi sợ là tôi không có combo Sena nào của em cả luôn á.
sợ tiếng nhiều quá ảnh hưởng tới game, nhưng mà nó cũng không được như tính tẩu kia. Ủa? Đâu cần phải đi ra kia đâu, giờ tôi chỉ cần kiếm cái kêu kêu cạc kia mà thôi, đúng không? Đây. Ủa đâu cái này ai phát? Ôi, ai nút đây nè? Ủa, không cho mấy đứa trong bạc tí học được à? Chỉ cho men học được thôi, chán nhờ. Em này chả chơi. Giờ đi LC nữ mất hy vọng à? Tại sao lại mất? Làm ít thể trường còn hy vọng mấy thời gian chứ. どのようなペルソナをご所望ですかな? これまでの歩みでございます。 em bắt đầu. Đây, Gabriel. こちらのペルこちらでよろしいですか? 40 mắc thấy rồi. おやめになりますか? Mà DLC nữ không được làm, hơi buồn nhỉ. Bạn nữ ai cũng chờ hết á. Làm thì nó tiện thể, nó làm lại model cũng có nhiều. Mấy model kiểu 3D, realistic mới khó vẽ chứ model kiểu này bình thường á. Model kiểu này đúng là dễ vẽ luôn. Đây đi với Mitsuru. Mitsuru mấy năm đầu tiên đúng không? Đây, đi. Bữa nay Mitsuru đi ăn ramen đầu tiên khá là thích, hôm nay đi ăn burger. Ồ, thú vị vậy. Vậy nội thất bên trong nó như thế này. Nó nhỏ hơn là tôi mong đợi đi. Đây là lần đầu tiên của em ư. Ồ, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên của Mitsuru mọi người ạ. Mình được thử bao nhiêu cái lần đầu tiên của Mitsuru rồi. Tại phải làm lại mô đồ, sửa lại sạch dialog, ép copy mail rồi social link rồi các thứ editing. Okay. Rồi, được ơi, về mặt kỹ thuật thì tôi từng ghé ngang qua với Akiko một lần rồi. Tôi hiểu là cậu không ăn với những cái đồ dùng ở đây nhiều. Sự thiếu hiểu biết của tôi là chủ đề cho một vấn đề nghiêm trọng đấy. Thành thật mà nói thì thật tốt khi cậu ở đây với tôi. Nhưng mà những mặt hàng này với bán những mặt hàng này với giá thấp như vậy thì liệu có lợi nhuận không ta? Có, yên tâm đi. Tôi mới biết là chi phí trung bình cho mỗi đơn vị là những cái quách đỉnh đó. Ồ, xin lỗi nhé. Tôi nghĩ là mình lạc lối trong suy nghĩ nha. Sự thật thì tôi không mời cậu đến đây chỉ để ăn thôi đâu. Tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn cá nhân với cậu. Bây giờ thì sức mạnh và niềm tin của chúng ta là bị thử thách đến giới hạn rồi. Chúng ta chỉ tiến xa được như vậy là nhờ chúng ta đã có may mắn có sự hợp tác với nhau. Tôi biết là tôi đã đòi hỏi cậu rất nhiều, thậm chí là nhiều hơn những người khác, nhưng mà tôi thực sự đánh giá cao cậu. Cho nên là tôi mới biết là tôi muốn là cậu biết điều này mà thôi. Năm 2. Tôi không nhận ra là mình nói chuyện lâu như vậy. Sao thế mà thế vào trôi đi một mô xíu thôi. Thôi lộ nếu mà để thức ăn đi, chúng ta nên ăn thôi. Ok, đi nó xem. Hay là đã lấy tiền em đầu tư ra DLC thì em sợ á. Với phần 6 thì lời hơn. Kìa hôm nay, ổ nghiệp dở. Ủa, không thấy ai giết đâu. Ai biết chắc là được trễ rồi. Mong là cô ấy sẽ ổn. Chuông bay ạ.
Trồng cây với được rồi. Hôm nay không mua nữa. Tôi cũng đang tìm cậu đây. Cậu đang nghe gì ở đây? Con chỉ là bằng cách nào đó đã đến đây rồi thôi. Không biết nữa. Thật là kỳ lạ. Nhưng mà bầu trời và mặt đất rất là kỳ lạ. Xung quanh là phần không có ai nữa chứ. Có cái gì đó tồi tệ đang xảy ra không? Nhưng mà tại sao tôi lại cảm thấy bình yên đến lẹ? Mày đã quên rồi không? Hả? Đây là thời khắc đen tối. Người bình thường không được tự do đi lang thang đâu. Nhưng mày bằng cách nào đó lại thích nghi được với nó. Quá đáng khi là một con người đấy. Người bình thường. Cuối cùng, ta cũng đã hiểu. Đó là lý do vì sao ta cảm thấy mỗi khi ta cảm thấy như vậy mỗi khi mày ở bên cạnh. Mày rất là nguy hiểm. Mày là kẻ thù. Kẻ thù. Đúng rồi nhở. Đó là vào một đêm trăng tròn. Nhưng mà đã lâu rồi mà ta. Đừng nói là thằng này là chừng cuối nha. Đúng, chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi. Anh và tôi là kẻ địch. Vậy tôi là ai? Còn cô là ai? Tôi chính là Agis. Tôi là vũ khí chân ép Shadow cuối cùng. Ủa gì là thằng này không lẽ là thằng này là cái con Shadow cuối cùng mà mình phải tiêu diệt á? Nani? Hèn chi là mình lúc mà mình giết xong 12 con Shadow là thằng này nó thằng Barok con nít nó biến mất và thằng Barok này xuất hiện. Nani? Tôi được tạo ra để mà tiêu hủy Shadow. Tạo ra để mà phá hủy ư? Còn ngươi, tên thật của ngươi chính là The Dead. Cái chết. Ngươi là cái Shadow mà đã phong ấn được bị phong ấn 10 năm về trước. Hả? Shadow? Này ní sốc vậy? No, mày mày dễ thương vậy thôi à. Mười năm về trước. Vào cái đêm mà tôi đã được sinh ra, tôi đã đứng trên cây cầu này. Mục đích duy nhất của tôi là tiêu diệt Shadow. Đó là lý do vì sao tôi được ban trao cả ý thức về bản thân và cả Mercenae. Tôi là người mang Arcane thứ 13. Là mọi người được biết tôi như là tử thần, cái chết. Nhưng mà khi mà tôi sinh ra thì một phần sức mạnh của tôi đã bị đứt và phân tán. Tôi không có đủ sức mạnh khi đó. Tôi chưa hoàn thiện. Thậm chí là như vậy mà sức mạnh của người vẫn quá lớn. No. Tử thần đây sao? Tử thần là tội nghiệp vậy. Từ khi mà vì tôi không thể đánh bại được cậu là lựa chọn duy nhất của tôi là phong ấn cậu. Tuy nhiên là trong hoàn cảnh đó thì chỉ có một cách phù hợp mà thôi. Đó là một cậu bé là con người gặp bất hạnh ở gần đó. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Vậy là chuyển linh hồn thằng The Dead này vào trong cái thằng bé này. Ồ, bây giờ tôi sẽ hiểu rồi. Tôi đã sống bên trong cái thể xác đó trong suốt thời gian qua ư? Và tôi đã vô tình dẫn dắt cậu ấy khám phá ra 12 mảnh ghép còn thiếu của tôi. Và vậy là... tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi đã hiểu rồi. Tôi đã nhớ tất cả mọi thứ rồi. Tôi đã biết chính xác tôi là ai rồi. Tôi là cái gì rồi? Paladion. Đừng có ngu ngốc như thế ai biết ạ. Cô không thể nắm được tôi đâu. Tôi thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước đây nhiều.
một bộ máy được tạo ra để mà cho một mục đích đặc biệt. Tôi sẽ phải phá hủy tiêu diệt cậu. Đó là mục đích tồn tại duy nhất của tôi. Tôi không cần biết phải như vậy đâu, ai biết ạ. No, Aegis. Tôi xin lỗi. Tôi không thể nào thực hiện sứ mệnh của tôi được nữa rồi. Tôi chỉ là một cỗ máy mà chưa thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi không còn lý do gì để tồn tại được nữa. Tôi xin lỗi mọi người. No, Aegis. Xin lỗi mọi người. Quái gì? Sợ quá đi. Cái gì vậy? Tại một thời điểm tôi có thể cảm nhận được Bosane, nhưng mà tôi đã mất dấu Aegis ngay sau đó rồi. Cậu cảm nhận được Bosane là tụi che gèo. Strega no hanno jitai wa tete nai. Cô ấy chưa phát hiện ra ai trong số họ, nhưng mà chúng ta có thể chắc chắn. Tôi đã xác định được vị trí của cô ấy rồi. Đó là trên cầu ánh trăng. Được rồi, gọi những người khác đi, chúng ta hãy xem chuyện gì sẽ ra. No, Aegis, go. アイギス。すみません。私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 
Ủa mới. Cậu leo gì? Thế thì ra thằng xin leo gì là chùm cuối à? No, I don't want, I don't want to. Cái ra me lắm ê, lo chức quá trời luôn. Leo gì? Cậu đang làm gì đây ạ? Hai không còn di chuyển nữa rồi. Có vẻ như là cô ấy đã ngừng mọi hoạt động. Đôi gì xảy ra đấy? Tất cả là lỗi của tớ. Cậu đã làm ư? Yamero. Chờ đã, đi cô. Anh ta không có dấu hiệu đối kháng, đối địch với mình. Rồi, kể cho chúng mình nghe đi. Bây giờ là cậu là cái... Cậu là ai hay cậu là cái thứ gì? 僕は君たちがシャドウと呼ぶものと、ほぼ同じ存在。僕はシャドウから一歩進んだ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 。
Tôi thật sự không thể nào mà tin được. Shadow nó sâu tay của Shadow. Cậu biết sự thật về Shadow á? Ừ. Gì cơ? Shadow tachi no mokuteki. Những cái Shadow ở đây được tạo ra. Những cái Shadow ở đây tạo điều kiện thuận lợi cho sự tái sinh của người mẹ. Giống như là Abriuser vậy. Nó thu hút người mẹ đến với nó, cho phép cô ta thức tỉnh. Abriuser, đó là cậu. Đúng vậy. Nhưng mà người mẹ đó là ai? Mà là cái gì? Cô ấy ở đẳng cấp rất là khác bọt. Không có từ nào, ngôn ngữ nào có thể mô tả được. 10 năm trước, có một người đàn ông đã thu thập đám Shadow và nhốt chúng tại một phòng thí nghiệm. Đó là cái nơi mà tôi đã được sinh ra. Nhưng sự thống nhất đã bị gián đoạn và tôi đã bị thức tỉnh trước khi hoàn thiện. Sau đó, ai biết đã hại cuộc tôi. Và
tôi đã quay lại để trả ơn. Có phải là sự thật không đấy Ryuji? Ừ, cô ấy biết là cô ấy không thể tiêu diệt tôi hoàn toàn. Vì vậy, sự tuyệt vọng, cô ấy đã phong ấn tôi vào một đứa trẻ tình cờ ở gần đó. Cái đứa trẻ đó đã lớn lên mang trong mình đứa trẻ đó là tôi và sự xoay chuyển của số phận. Sau này nó lại quay trở lại đây, thậm chí còn chuyển đến trường của các cậu. Học sinh chuyển trường? Ý, có phải là? Đúng rồi đấy, đi cư ạ. Tôi đã sống trong cậu lâu lắm rồi. Inside me, bên trong tôi. À, cái thằng Barot là cái thằng mà con Aegis nó phong ấn ở bên trong cái đứa trẻ mà bị tai nạn ngày xưa đó là mình. Là cái lúc mà bố mẹ mình bị tai nạn mà mất đi á, là còn mỗi mình còn sống á. Và từ đó về sau thằng Barot luôn lộn quẩn trong tâm trí mình cho tới lúc mà mình tiêu diệt được 12 sai đâu. Là lúc đó là cái thằng Barot nó cũng biến mất luôn. Người thông báo, Apprisor, người thông báo. Là cái lúc mà 12 sao đâu cũng biết mất là thằng này là ở thế giới thực mới xuất hiện này. Nghĩa là cái thằng này nó cũng tồn tại bên trong mình, có như là nó có hai bản thể đó. Nhưng mà làm sao? Vậy là thằng này chính là Barot. Và khi persona của cậu ta thức tỉnh thì 12 cái sao đâu cũng vậy. Tất cả chỉ với mục đích duy nhất là trở thành một đối với tôi mà thôi. Kết hợp lại với tôi để trở thành một. Ryuji, cậu chính là Episode. Và cậu đã ở bên trong cậu ấy lâu rồi ư? Làm thế quá mà. Mà chúng tôi có thể vui vẻ được sau tất cả mọi chuyện này cơ chứ. Ừ, tất cả là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Nhưng còn một thứ mà tôi cần phải nói với các cậu. Ryuji. À, còn thứ gì? Tỉnh lại đi. Mất tỉnh ba đó rồi. À, cậu ấy đã hoàn toàn kỳ sức rồi. Bây giờ hãy để cậu ấy nghỉ ngơi. Ai biết cũng cần. Chúng ta sẽ tiếp tục sau khi mà mọi chuyện. À, nói chung là bao đó là Ryuji ấy. Coi như là một tấm hồn. Ok. Bạn Ryuji đã sống ở bên trong tôi suốt 10 năm qua. Chờ đợi được liên lạc với 12 cái bóng Shadow kia. Và điều có nghĩa là cái người mà tên Barot đó thực sự là Ryuji. Đây. Có quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời, tuy nhiên Ryuji đã bất tỉnh. Cho nên chúng mình đã đưa Ryuji và Aegis về nhà, không khí xung quanh nên lạnh lẽo và u ám. Ê, ra mè lắm á, phần này hay vậy thôi. Cậu ra tỉnh rồi kìa. Tối nay thì tập trung ở là 4. Ừ. Dạ. Ừ, gặp mọi người sao? Khỉ thật tiêu gì? Cô cuối này nhiều sự kiện quá, tôi không đi tăng xuống xuống lên được. Có vẻ như tất cả chúng ta đều ở đây rồi nhỉ? Cậu không điêu gì? Ừ, ổn rồi, cảm ơn nhé. Hơn nữa là tôi còn có việc phải nói. Ryuji-kun. Sắp sức đã gà. Các bác tôi đã bắt đầu nha. Rốt cuộc thì chúng ta có rất nhiều câu hỏi cần phải giải rồi. Ngày hôm qua cậu đã nói rằng Shadow ở đây để tạo điều kiện thuận lợi cho sự tái sinh của mẹ. Hãy cho chúng tôi biết thêm đi, điều gì xảy ra khi mà bà ta quay trở lại. Người mẹ đó được gọi là Nix. Nix là ai? Taiko. Nix là mẹ của tất cả các sao đâu. Vào thời xa xưa, cô ta đã ban tặng cái chết cho thế giới này. Nếu mà cô ta thức tỉnh thì thế giới này sẽ phải bị bóng tối nuốt chửng và mọi sự sống sẽ diệt vong. Tất cả sự sống không? Cậu đang nói là mọi người sẽ chết ư? Chính xác hơn nếu nói là tất cả chúng ta sẽ bỏ đi cái ý chí muốn sống ấy. Sao đã? Cậu đang nói về những người bị mất trí đó mà. Mọi người có vẻ như là đang đến cùng một cái kết luận. Có vẻ như là mỗi người sẽ trở nên giống như lost vậy, giống như là người mất trí ấy. Dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người và thế giới này sẽ kết thúc. Sự sa ngã. Kedo,
Nhưng vẫn còn sắc để mà ngăn cản mà phải không? Cách gì cơ? Đừng nói với tôi là chúng ta không thể làm gì được nhé. Nó xin lỗi. Trời lẽ, tại sao cậu lại xin lỗi? Ý là không có cách nào để ngăn cản nó thiệt à? Đúng vậy. Cậu đã nghe thấy tiếng chuông chưa? Đó là lúc mà mọi chuyện đã được quyết định. Và tôi chính là Abyssor, người đánh giá cái chết. Mặc người thông báo cái chết chỉ nhằm người thông báo. Sự thật, việc tôi ở đây chứng tỏ là cái sự sa ngã đang đến luôn. Sự sa ngã đang đến, sự sụp đổ. Mọi người đều không nói nên lời nữa rồi. Đó là điều không thể tránh khỏi, toàn bộ loài người sẽ là thành đều bị mất trí. Sự tồn tại của Ryuji đã xác nhận về sự tuyệt chủng sắp xảy ra của loài người. Yên tâm đi, còn thằng 3, thằng 4 tụi bay chưa chết được đâu. Nhưng mà khi nào chuyện này sẽ xảy ra? Tôi không nghĩ các cậu sẽ sống qua mùa xuân sắp tới đâu. Thế rồi. Nghĩa là không còn thời gian nữa. Vậy cây chất mần social link thôi là được. Mẹ nói không lấy được Messia rồi, tại chưa đủ social link à. Messia mình cần được level 91 lượng hả? Ghê á. Level cao á, cái này vậy cây khắm lắm luôn ơi. Các cậu đang hoảng hốt về chuyện gì vậy? Nick đúng không? Tất cả những gì chúng ta phải làm là chiến thắng và chúng ta sẽ nhận được giải vàng mà. Chúng ta vẫn chưa thua trận nào cả mà phải không? Ừ, Tsumei nói đúng đấy. Mình đã thua trận nào đâu. Không, cậu không thể thắng được. Khi mà đối đầu với Nick thì sức mạnh chẳng có ý nghĩa là gì cả. Giống như là đang cố gắng chống lại cái điều mà không thể tránh khỏi vậy á. Giống như là cái chết đang trong chui trong dòng thời gian. Nick không thể nào bị đánh bại được cô ấy không thể. Mà ta không thể xem cái gì cơ. Này thật là nhảm nhí. Chuyện này quá đột ngột đi. Mọi người đang hoảng loạn. Tôi được sinh ra để mà gom tất cả các shadow lại. Nhưng mà bây giờ tôi đang trong hình dạng con người, cho nên là mới có thể nói chuyện được với các cậu, cười với các cậu, khóc cùng các cậu. Đó là món quà mà tôi nhận được vì đã tồn tại bên trong cậu. Bởi vì vậy, cho nên tôi sẽ cho cậu một lựa chọn. Lựa chọn nữa. Sự xuất hiện của Nick là khó tránh khỏi rồi. Nhưng cậu có thể lựa chọn để sống yên bình cho tới lúc mà bà ta đến. Hoặc cậu phải giết tớ. What the hell? Nếu như mà người thông báo Abyssor biến mất đó, thì mọi ký ức và giờ khắc đen tối cũng sẽ biến mất theo tôi. Và điều này sẽ xóa bỏ mọi ký ức về việc mọi ký ức và cái thực tế vô vọng này. Sẽ không còn cách nào khác mà các cậu có thể nhớ được bất kỳ điều gì nữa không? Khi mà sự sa ngã đến thì nó sẽ xảy ra trong giây lát thôi. Cậu không thể chịu được được đâu. Chúng ta sẽ quên hết mọi thứ. Tôi có thể nói là các cậu có thể quay về cuộc sống bình thường của các cậu đấy. Và nếu làm vậy thì các cậu cũng có thể có chút thời gian và trì hoãn cái sự sa ngã. Tôi cũng giống như Nick, cho nên là tôi không thể bị giết được. Nhưng mà cảm ơn cậu. Nhờ đó mà một phần chúng tôi đã trở thành con người. Nếu như việc này được thực hiện bởi dưới tay cậu thì mọi chuyện đều có thể mà. Ryuji. Nhưng mà nếu các cậu không giết tớ thì mọi việc sẽ vẫn như cũ. Không còn hy vọng được cứu rỗi, các cậu sẽ sống một ngày tê liệt vì nỗi sợ hãi và cái chết sắp xảy ra. Nhưng mà tôi không muốn các cậu tôi không muốn lại với mọi người vào tình huống thế này. Không, làm sao mà có thể giết nó được. Các cậu sẽ kiểu như là giết thằng này thì mình sẽ quên đi ký ức, nhưng mà cái sự sa ngã nó vẫn vậy xảy ra. Còn nếu mà không giết thằng này thì sự sa ngã vẫn để ra, nhưng mà mình sẽ biết về cái sự sa ngã đó.
không muốn quên. Đúng rồi. Ý tôi là quên đi tất cả điều này giống như là cố gắng trốn tránh sự thật vậy. Nhưng mà đây là một sự thật rất là xấu xa. Nếu như các cậu không làm thì tất cả những gì đang chờ đợi là sự tuyệt vọng lớn hơn là các cậu có thể tưởng tượng rồi đấy. Các cậu sẽ không hiểu được cái nỗi kinh hoàng của cái chết như thế nào đâu. Đừng có đưa ra quyết định. Ít nhất là các cậu phải suy nghĩ đi. Nhưng tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Bây giờ là các cậu không cần phải quyết định ngay đâu, vẫn còn một chút thời gian. Vào ngày 31 tháng 12 vào đêm giao thừa, các cậu có thời gian từ giờ cho tới lúc đó để suy nghĩ. Sau đó thì tôi sẽ tan vào ngồi trong shadow, giờ đen tối và mất đi hình dạng vật chất của tôi, hình dạng vật lý. Nhưng mà khi mà Nick đến thì tôi sẽ biến mất mà. Cho nên làm ơn đừng có lo cho tôi. Ok, tôi sẽ trở lại vào đêm giao thừa nhé. 31 tháng 12 phải giết nè. Chắc là không giết đâu nhở. Để còn cách nè. Này Liêu Di chờ đã. Junpei-kun. Tôi được cảm nhận sự hiện diện của Liêu Di vừa biến mất. Nhưng mà chẳng có ích gì khi đuổi theo cậu ấy đâu, cậu ấy đã đi rồi. Ryoji-kun. Tôi đoán là cậu ấy sẽ trở lại thôi. Ryoji tiết lộ sự thật. Ryoji tiết lộ quá là tàn khốc đi. Thế giới này sẽ bị diệt vong. Loài người sắp bị diệt vong. Và một quyết định khó khăn trước mắt tôi là cái chết là không thể tránh khỏi. Nhưng mà Eblisser thật sự đã đưa ra bản án tử hình cho tất cả chúng ta. Bây giờ tôi không thể nghĩ kỹ bây giờ nữa hết. Làm thế nào mà thậm chí có thể chọn cách mà cậu muốn chết được? Chết bằng cách này hay cách khác? Chết bằng cách bình yên mà không biết gì cả, hay là chết mình đã biết trước tất cả? Kiểu như là cho dù thiết thằng này hay không giết thì tôi cũng sẽ chết, cho nên tôi sẽ lựa chọn không giết nó nha mọi người. Tại vì giết nó thì mình sẽ quên đi, mình sẽ không biết gì cả, mình sẽ không cảm thấy đau buồn á. Nhưng mà kiểu như là bọn này cũng đâu muốn quên đâu. Có thêm một tháng để cày social link nữa, đúng, đã để ý tôi. Mà chắc không đủ đâu, tôi nghĩ là lên được mắt chị Mitsuru là quá đáng lắm rồi. Không kịp rồi, không kịp đủ mấy cái kia. Bây giờ social link mấy cái hoạt động ở trường là bỏ hết rồi. Từ đầu game mới đã báo rồi, cậu chỉ có một năm, hãy dùng nó thật xứng đáng. Ồ, từ đầu game thằng Valor lại nói với mình. Ban đầu mình tưởng thằng Valor nó là ai, mình cái tên của nó là The Net là tôi đã thấy nghi nghi rồi. Ai ngờ nó Net thật. Ôi, tôi nghe vài người nói rằng hội chứng thở ơ không có gì phải lo ngại. Tôi cũng nghe vậy. Người ta nói là họ khiến cho con người ta thoải mái hơn đúng không? Cậu có nghĩ nó là một loại tôn giáo mới không? Tôi hiểu ý đó. Cậu thật sự thích cái việc này, tất cả chỉ là lừa đảo thôi. Cô kiếm được kiếm Thanatos, Asura hay level bao nhiêu? Ý là cày nhưng mà tôi chỉ sợ là level của tôi không đủ thôi. Nay Fuka, hôm nay là nốt đăng Fuka năm 10 này. Ta nữa, chắc là không đủ rồi. Trừ khi là tôi cày nhiều để lên level. Đấm hit mà. Internet. Tôi nghĩ là lựa chọn giữa giết Pyros và không giết Pyros nó sẽ là hàng. Về phòng được nói nè. Anh nó. Xin lỗi nha, phòng của em có mùi thức ăn phải không? Bởi vì em thỉnh thoảng đến phần món ăn của em làm ở đây ấy.
em thật sự không biết phòng mình có mùi như thế nào, bởi vì em đã quen với nó rồi. Anh có biết là năm giác quan của chúng ta là khu giác là giác quan tất nhiên nhanh nhất không? Cho nên là lại được khóc rồi mọi người ạ. Thật là em không biết mình đang nói về cái quái gì nữa. Chẳng gì đâu mọi người, đang cuối rồi. Em có lo lắng không? Hai ba con là đủ level. Lúc cuối có cái Kenshin được full bơ lên 5 level. Ốc ngắt Kenshin của tôi là full level ấy. Lúc cuối đóng đi bơ nha, ok. Chị Hà, đây là lần đầu tiên em mời một chàng trai đến phòng của em, cho nên là anh có nhớ em đã nói là em không có đủ sức mạnh để mà tin vào tương lai không? Nhưng mà anh đã dạy em lý do rồi. Em nghĩ là vì em chưa bao giờ hoàn thành bất cứ điều gì khi mà em bắt đầu cả. Mọi người chưa từng biết tới hạnh phúc, có lẽ cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ hạnh phúc trong tương lai như thế nào. Em đã như vậy, em đã bỏ cuộc trước khi có thể tìm ra điều gì tốt đẹp để mà có thể đạt được. Em chưa bao giờ có một tương lai để mong chờ cả. Nhưng mà cuối cùng thì em đã nhận ra em cảm thấy thế nào rồi. Em cảm thấy em cần phải nói với anh. Không, hơn lên là em muốn nói với anh. Cho dù mọi chuyện có thể thay đổi với chúng ta như thế nào đi chăng nữa, anh biết không, em nghĩ là em cần có những thứ cần phải thay đổi. Tuy chậm mà chắc, miễn sao là em ở bên anh, em sẽ không bị lạc lối nữa đâu. Anh rất vui em, cho anh hấp đi. Cảm ơn anh rất nhiều. Em quên mất, có cái này em muốn đưa cho anh. Đây nè. Vì anh luôn nghe nhạc cho nên em nghĩ anh sẽ thích đấy. Em nghĩ anh là người hâm mộ thiết kế này cho nên em lại cố gắng kết hợp nó là. Fuka Hippo. Có thêm cái tai nghe của Fuka. Đây, món quà này là từ trong tâm của em ra đấy. Hãy nhớ là những gì em nói với anh. Em sử dụng máy móc khá là tốt phải không? Cho nên là em muốn cho anh thấy khía cạnh đó của em thay vì khả năng nấu ăn tồi tệ của em. Em chỉ muốn anh biết mọi thứ về em thôi. Lật đồ ra. Rồi, bây giờ mình thay thế cái tai nghe cũ của tôi bằng cái phong ca đưa. Ôi, âm thanh quá là tuyệt vời, nhưng mà không thể tin được. Kỹ thuật của cô ấy phải nói là cấp độ, cấp tiến rồi. Anh nghĩ sao? Trời ơi, hai cái đều được á. Khi mà anh nghe ta nghe thì nghĩ là em đang ở cùng anh ấy, cho dù là chúng ta ở đâu. Rồi, Fuka đang chăm chú nhìn mình. Thêm một con đang mời nữa. Mitsuru là sao mời? Là nguyên tin tôi đang mời. Nhưng mà còn Aegis thánh một lệnh mà ta, vậy là sau khi mà quyết định giết kia hay không thì mới cư được Aegis. Và còn thánh một nữa mọi người. Mình có thể ghép được Skatop không? Xin lỗi nha, em đã quá vui cho nên là không để ý là em đã giữ anh lại lâu như vậy. Nhưng mà trễ quá rồi nhở. Cầm tay à, hôn đi. Chúng ta vẫn còn thời gian mà phải không? Còn cả đêm lận em ơi, thoải mái. Chị lâu hơn tí thôi. Còn cả đêm lận, thấy chưa? Em ơi, ở lại bên em thấy chưa mọi người? Giờ tôi đã hấp được bao nhiêu em rồi ta? Cứ mỗi lần một em là tôi lại vào phòng em đó một lần. Còn Yuko nữa thôi. Yuko với Mitsuru với Aegis. Lỡ như mọi thứ ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ điên rồ đó thì sao? Chắc là không mà. Ok, chắc là ngay trên đây thôi mọi người. Chạy lông chó là full này. Chó, lông chó hôm bữa tôi cũng đã mở ra được cái ấy rồi đó. Cái chắc hôm nay tôi chơi đây thôi mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Tôi sẽ tìm hiểu qua câu chuyện của Ryuji tiếp.
ngày mai chắc là chưa, tại vì còn phải đi ta rớt cái thứ rớt cuối này nọ. Với lại các bộ máy clip như Tune Bay thì thêm Koro đi Bắc Kinh nữa thì không sợ Ripper. Ok, được. Hai ba con là đủ level lớp cuối à. Ờ, vậy là lớp cuối tôi sẽ để đi tăng Ripper mọi người. Ok, rồi hôm nay thì tới đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye bye. Hẹn gặp lại mai này. Bye. Dạo này sổ mũi quá trời luôn. Cái con Final Fantasy là nó mới ra bao nhiêu tuần mà tôi đã chơi 80 tiếng rồi. Hơn 80 tiếng, con này tôi cũng chơi 77 tiếng thì ít gì. Úi giời ơi. Đấy hai con.